Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 626, phô trương thanh thế. Chu Vân Phàm mua một biệt thự gần Hồ Phượng Nhãn ở Nam Tích, chỉnh đốn bộ mặt của Nam Tích cũng được một đoạn, Hồ Phượng Nhãn đã khôi phục lại như ngày xưa. Biệt thự cách bờ hồ không xa, xung quanh là cây xanh vần quanh, đứng trong đình viện của biệt thự có thể nhìn thấy được phong cảnh của Hồ Phượng Nhãn, Lạc Khố Mã cũng biểu thị sự thỏa mãn đối với hoàn cảnh nơi này, trong cùng ngày ông ta đã mang ngả tây ngói á đến. Vư Tử Lương trong buổi sáng cùng ngày cũng chạy đến, đi xe giường nằm từ Giang Thành đến, một ngày nghỉ ngơi này có vẻ không đủ, tinh thần có chút huệ oải, lên xe của Trương Dương, nói mấy câu, rồi dựa vào ghế mà ngủ mất. Trương Dương lái xe đến trước biệt thự, khi xe dừng lại, phát hiện ra Vư Tử Lương vẫn đang ngủ, hắn không đành lòng quấy rối Vư Tử Lương, mở cửa xe bước xuống đất, tuy rằng tiếng mở cửa xe rất nhỏ, nhưng mà Vư Tử Lương vẫn bị giật mình tỉnh giấc, ông dụi dụi con mắt. Ngượng ngùng cười nói, mệt mỏi quá, tự nhiên ngủ quên luôn. Trương Dương cười nói, thấy ông ngủ ngon như vậy, thật sự không đành lòng đánh thức ông. Vư Tử Lương nói, hôm qua làm phẫu thuật cả ngày, buổi tối ngồi xe nằm, mà giường bên cạnh cứ làm ổn, làm cho cả đêm tôi không ngủ được gì hết. Trương Dương áy náy nói, khổ cực rồi, tôi hẳn là nên an bài cho ông nghỉ ngơi trước. Vư Tử Lương nói, thăm bệnh nhân quan trọng hơn, chờ thăm bệnh nhân rồi, cậu tìm cho tôi một chỗ. Tôi ngủ một giấc cho đã. Lạc Khố Mã trong biệt thự nghe được tiếng động liền ra đón, Chu Vân Phàm không có mặt, nhưng mà ông ta để lại Trác Đình ở đây, Trương Dương ở Đông Giang đã từng gặp qua Trác Đình, cô ta là bạn học cùng lớn với Triệu Tĩnh, Trác Đình nhìn thấy Trương Dương đến liền cười hì hì, vui vẻ nói chủ nhiệm Trương, anh còn nhớ rõ tôi không? Tôi là bạn học cùng lớp với Triệu Tĩnh. Trương Dương cười nói, đương nhiên là nhớ rồi, Trác tiểu tỷ xinh đẹp như vậy, gặp một lần là nhớ mãi không quên. Thằng nhãi này rất biết nói xạo chọc con gái thích, Trác Đình vui mừng cười hì hì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương giới thiệu Vư Tử Lương cho Lạc Khố Mã, Vư Tử Lương đã sinh hoạt tại Mỹ nhiều năm, tiếng Anh cũng nói đúng tiêu chuẩn, ông ta và Lạc Khố Mã trò chuyện rất ăn ý, đến nổi ném Trương Dương qua một bên luôn, Trương Dương mượn cơ hội này kêu Trác Đình mang hắn đi tham quan biệt thự, Trác Đình cũng có hảo cảm với Trương Dương, mang hắn đi lòng vòng biệt thự. Trong sân nhỏ của biệt thự, có một cửa nhỏ có thể trực tiếp đi đến Hồ Phượng Nhãn, dọc đường đi còn có cây cầu dài được xây bằng gỗ chống mục. Trương Dương khen, hoàn cảnh ở đây thật sự không tồi, bình thường tôi cũng hay đến đây, mà không phát hiện ra ở chỗ này có một căn biệt thự. Trác Đình nói, những biệt thự này đều là do người Đức xây lên, nghe Lạp Tư Tiên Sinh nói, nhà máy môi quáng Nam Tích từng có hợp tác với người Đức, lúc chuyên gia Đức đến đây, đã xây khu biệt thự tiêu chuẩn cho bọn họ ở chỗ này. Chỉ là hợp tác được một năm thì thất bại, người Đức đi, chỉ còn lại hơn 10 căn biệt thự này, bình thường để cho bên nhà máy dùng để chiêu đãi khách, cũng có căn cho bên ngoài thuê, Lạp Tư liền thuê căn biệt thự này, mỗi lần thanh toán tiền là một năm tiền thuê. Trương Dương nói, Lạp Tư đối với người bạn Ấn Độ này quả thật không tồi. Trác Đình nói, con người của ổng rất là rộng rãi, nhưng mà căn biệt thự này cũng không tính là đắt, tiền thuê nhà một năm chỉ có 10.000 thôi. Trương Dương gật đầu. Lúc này điện thoại của hắn vang lên, là phó chủ nhiệm Tang Kim Đường gọi đến, giọng nói của Tang Kim Đường tràn ngập vui sướng, chủ nhiệm Trương, nói cho cậu nghe một tin tức tốt, Lưu Thúy Vân và mấy bà già kia tất cả đều đã xuất viện rồi. Trương Dương cười nhàn nhạt, những cái này đều là chuyện nằm trong dự tính của hắn, Trương Dương nói, cũng tốt, tiếp tục gây nhau thì cũng không có ý nghĩa gì, tất cả mọi người nhường một bước không phải được sao. Tang Kim Đường nói, chúng tôi đều đang ở tại bệnh viện thăm chủ nhiệm Tiêu. Cậu có muốn nói với cô ta vài câu không? Được. Bên kia, Tiêu Điều Mẫn đã tiếp điện thoại. Trương Dương nói, chị Tiêu, cảm giác thấy thế nào? Tiêu Điều Mẫn nói, chủ nhiệm Trương, tôi cũng không có bị gì, tôi muốn xuất viện. Trương Dương nở nụ cười, Tiêu Điều Mẫn nằm viện chỉ là một trong các thủ đoạn của bọn họ. Bây giờ nếu mục đích đã đạt được rồi, Tiêu Điều Mẫn đương nhiên không cần phải tiếp tục ở trong bệnh viện nữa. Hắn thấp giọng nói, chị muốn trở về nhà sao, đừng vội làm thủ tục. Những người đó không biết khi nào lại phát điên lên, mượn cơ hội này nghỉ ngơi 2-3 ngày đi, lần này đã để cho chị chịu khổ. Tiêu Điều Mẫn nói, tôi không sao, cảm ơn chủ nhiệm Trương quan tâm. Trương Dương cúp điện thoại, không đợi hắn kịp cất điện thoại vào, Phó Cục trưởng Triệu Quốc Cường lại gọi đến, Triệu Quốc Cường gọi đến số điện thoại này, là vì muốn giúp đỡ hai bên điều giải với nhau. Triệu Quốc Cường nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã nói qua với Lưu Thúy Vân, cô ta đã xuất viện. Cũng không dự định truy cứu chuyện ngày hôm qua nữa, bên ủy ban thể dục các người dự định làm cái gì?
Trương Dương nói, cục trưởng Triệu, quyền chủ động của chuyện này không nằm ở chúng tôi, ngay từ đầu là bà ta dẫn người đến, bên chúng tôi chủ trương giải quyết vấn đề trong hòa bình, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói chuyện, hơn nữa, chúng tôi có nhiều công tác phải làm, cũng không có thời gian giỡn với đám bát quái đó. Triệu Quốc Cường nhắc nhở Trương Dương, chủ nhiệm Trương, chú ý cách dùng từ của cậu, nếu cậu đã sớm chú ý đến phương pháp làm việc của mình, thì sẽ không để mọi chuyện trở nên rối loạn đến tình trạng không thể vãn hồi. Trương Dương nói, anh có ý gì? Hay là anh cảm thấy chuyện này đều là nguyên nhân do tôi? Triệu Quốc Cường nói, trên đời này chỗ nào cũng cần có đạo lý cả, cậu đừng nói với tôi cũng không muốn nghe, trong cục đem chuyện của các người giao cho tôi giúp các người điều giải, chỉ cần hai bên các người đạt thành điều giải, thì tôi và chuyện này sẽ không còn bất luận quan hệ nào, ý ngoài lời nói của Triệu Quốc Cường rất rõ ràng, tôi cũng lười quản chuyện của mấy người lắm. Trương Dương nói, cảm ơn anh, cục trưởng Triệu, đã gây phiền phức cho anh, nếu như anh thật sự cảm thấy phiền, vậy thì anh cũng đừng quản. Triệu Quốc Cường bị thằng nhãi này chọc tức đến điên máu, mẹ nó, cái này là tiếng người sao? Ông đây vì chuyện của mấy người mà chạy tới chạy lui, bây giờ mọi chuyện cuối cùng cũng có thể giải quyết xong, cậu lại nói bóng nói gió với tôi, việc của các người sau này tự mà giải quyết lấy, đừng báo công an. Triệu Quốc Cường tức giận cúp điện thoại cái kịch. Trương Đại Quan Nhân nhếch miệng cười, hắn cũng không cho rằng Triệu Quốc Cường giúp được hắn cái gì, Lưu Thúy Vân sở dĩ không tiếp tục gây chuyện, cũng là do Lý Trường Phong nổi lên tác dụng, không liên quan đến gã ta. Thấy Trác Đình có vẻ kinh ngạc nhìn mình, Trương Dương cười nói, vừa nói đến đâu rồi. Trác Đình cười nói, chủ nhiệm Trương thật sự rất là bận rộn nha. Trương Dương nói, bận thật, nhưng mà bận chuyện của người khác, không liên quan đến bản thân, hắn nhớ đến bây giờ vẫn còn chưa đến kỳ nghỉ, có chút tò mò hỏi cô không cần đi học sao. Trác Đình có chút ngượng ngùng cười cười, nói, cũng sắp thực tập rồi, tôi đã tìm được đơn vị thực tập, cho nên không có gì phải bận nữa. Trương Dương gật đầu. Trác Đình nói, Triệu Tĩnh cũng muốn đi nước ngoài sao? Trương Dương bị cô ta hỏi sửng sốt, cái gì? Trác Đình thấy biểu tình của Trương Dương, có chút kinh ngạc nói, anh không biết. Ninh Bân qua lễ mừng năm mới sẽ đến nước Anh du học, em gái của anh không phải là người yêu của hắn sao? Lẽ nào bọn họ không cùng đi? Trương Dương thật sự là không biết, Triệu Tĩnh căn bản là không đem chuyện này nói cho hắn biết, em gái hiểu nhiên là sẽ không đi nước ngoài rồi. Nếu không thì hắn đã sớm biết, mà Đinh Bân đi du học nước ngoài thì có ý nghĩa gì? Trong lòng Trương Dương bỗng nhiên hiện lên một dấu hiệu bất thường. Hắn cần phải tìm em gái nói chuyện một chút, nếu như Trác Đình đi nước ngoài, vậy thì tình cảm của bọn họ tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Phu Tử Lương cùng đi với Lạp Mã Khố hướng đến chỗ của bọn họ, Trương Dương xoay người lại đón, đi đến trước mặt của Phu Tử Lương, thế nào? Phu Tử Lương cười cười nói, trở về rồi nói. Trương Dương an bài cho Vô Tử Lương ở tại Nam Dương Quốc tế, về đến phòng, Vô Tử Lương cởi áo khoác ra, tháo cà vạt luôn, thở một hơi, nói, tình huống của ngả Tây Ngói Á cũng không tệ lắm, tôi đã xem qua tư liệu bệnh của cô ta, xương cổ nằm sai vị trí, hơn nữa còn có một mảnh gai xương cắm vào tủy sống, nếu như có thể phẫu thuật lấy mảnh xương ấy, làm cho xương cổ khôi phục lại đúng vị trí, thì có thể giải quyết nguy cơ tủy sống bị đè. Trương Dương nói, vậy không phải rất đơn giản sao? Phu Tử Lương lắc đầu nói, nếu như đơn giản như vậy, thì đã có người mổ từ sớm rồi. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ, cho dù tôi có thể lấy mảnh xương ấy ra, đem xương cổ trở về vị trí cũ, thì cũng không cách nào bảo đảm được tủy sống có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Nói cách khác, tôi không thể nào bảo đảm tay chân của cô ta có thể khôi phục lại chức năng. Ông nhìn thoáng qua Trương Dương một cái, nhưng mà tôi biết cậu có thể. Trương Dương nói, tôi thấy bệnh của cô ta có điểm giống với Tần Hoan. Nhưng mà bệnh của Tần Hoan thì nhẹ hơn nhiều. Phu Tử Lương cười ha hả nói, theo tôi nghĩ là cũng như nhau. Trương Dương nói, chỉ cần ông chữa cho ngả Tây Ngói Á, thì tôi bảo đảm ông có thể có được một số tiền lớn, đủ dùng để xây một bệnh viện hiện đại hóa. Phu Tử Lương cười nói, tôi không chữa bệnh vì tiền. Trương Dương nói, chuyện xem bệnh giao cho ông, cơ hội nổi danh nhường cho ông, tôi cổ vũ giúp cho ông được không? Phu Tử Lương hài hước nói, mỗi lần đều là cậu làm anh hùng vô danh, tôi thật sự thấy rất ngại. Trương Dương nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, tôi sợ nhất nổi danh không phải là chuyện tốt gì. Phu Tử Lương cười nói, thật sự là không hiểu tên nhóc cậu luôn đấy, nếu như mà cậu đi theo ngành y, nhất định có thể trở thành một bác sĩ nổi danh khắp thế giới. Trương Dương nói, có thể đời trước tôi đã từng làm bác sĩ, mệt mỏi và phiền chán, đời này muốn đổi một phương thức sinh hoạt.
Vu Tử Lương đương nhiên không biết rằng lời nói của Trương Dương toàn bộ đều là sự thật. Vu Tử Lương nói, ngày mai tôi còn phải trở về Giang Thành, tuy rằng đã xác định là phẫu thuật, nhưng cũng cần thời gian làm chuẩn bị nhất định. Chúng ta định đại khái vào thứ ba đi, chờ lần này tôi trở về Giang Thành xử lý xong chuyện trong bệnh viện, sau đó sẽ làm giải phẫu cho ngả tây ngói á. Trương Dương nói, tối nay tôi dự định mở một bàn tiệc đón gió tẩy trần cho ông đấy. Vu Tử Lương cười lắc đầu nói, không cần, thật sự không cần, tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho đã thôi, buổi chiều tôi đã hẹn với ngả tây ngói á rồi, đưa cô ta đến bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện, tìm hiểu tình trạng thân thể của cô ta. Trận sóng gió do Lưu Thúy Vân chế tạo rốt cục đã được dẹp yên, nhưng mà Trương Dương cũng không vì vậy mà bỏ qua, hắn kêu Lý Trường Phong phải chủ động từ chức. Lý Trường Phong bởi vì có nhược điểm bị Trương Dương bắt được trong tay, cho nên không dám không nghe theo, thành thật nộp đơn xin từ chức. Trương Dương cũng liên hệ với bên thẩm kế, nhằm vào tình huống tài vụ của công ty Tân Thế Kỷ mà tiến hành kiểm tra toàn diện. Ngày thứ hai sau khi Lý Trường Phong từ chức, được cậu lớn Từ Quang Nhiên gọi đến nhà, cậu hai Từ Quang Thắng cũng có mặt, hai anh em họ đang ngồi trong phòng sách đánh cờ vây, khói thuốc lượn lờ giữa phòng. Lý Trường Phong không dám quấy rối bọn họ, thành thật đứng chắp tay ở một bên, hắn không hiểu cờ vây, cho nên chỉ có thể kiên trì đứng đợi. Đợi đủ 20 phút rồi, mà bàn cờ của hai anh em nhà này vẫn chưa phân thắng bại, Từ Quang Nhiên dụi một điếu thuốc vào trong gạt tàn, nâng tách trà lên uống một ngụm, nhưng phát hiện ra trong tách đã hết trà từ lâu rồi, đưa tách trà cho Lý Trường Phong, Lý Trường Phong vội vàng đi rót nước cho ông ta. Từ Quang Thắng đánh một quân cờ xuống, cười tủm tỉm nói, đại ca, anh thua rồi. Từ Quang Nhiên nhíu nhíu mày, nâng tách trà lên uống một ngụm lớn, ánh mắt vẫn tập trung vào bàn cờ, nhìn đủ một phút đồng hồ, mới lắc đầu nói, không được rồi, kỳ nghệ của anh thật sự là càng ngày càng lùi. Từ Quang Thắng khiêm tốn nói, em chỉ hên mà thôi. Từ Quang Nhiên nói, đã lâu rồi không đánh cờ với Thôi Quốc Trụ. Từ Quang Thắng nói, tâm tình chơi cờ cũng rất quan trọng, đại ca gần đây có phải là bận rộn nhiều việc hay không, em thấy anh có chút không yên lòng. Từ Quang Nhiên chậm rãi buông tách trà xuống, năm nay không biết bị làm sao, chuyện không vui gì cũng đều gặp phải, thật sự là rất phiền. Từ Quang Thắng nói, lễ mừng năm mới này Minh Tú và Minh Đạt có trở về không? Minh Tú mà ông nói là con gái lớn của Từ Quang Nhiên, còn Minh Đạt là con trai nhỏ, bây giờ Từ Minh Tú đã kết hôn và định cư tại Canada, còn Từ Minh Đạt thì đang du học ở Canada, hòn nữa năm ngoái mới lấy được thẻ xanh. Từ Quang Nhiên nói, Minh Tú khẳng định phải về. Minh Đạt thì chưa quyết định, nghe nói là vừa mở công ty, rất bận. Từ Quang Thắng nói, có bận thì cũng phải trở về thăm cha mẹ chứ, lát nữa em sẽ gọi điện cho nó. Từ Quang Nhiên cười nói, con cái lớn rồi, cần phải có sự nghiệp của mình, những người làm cha làm mẹ chúng ta không thể giữ con cái bên cạnh mãi được, hai người trò chuyện về con cái, tựa hồ căn bản là không chú ý đến sự tồn tại của Lý Trường Phong. Từ Quang Thắng rốt cục đã ngẩng đầu lên nhìn Lý Trường Phong một cái. Tức giận nói, con đứng chỗ đó làm cái gì? Ngồi đi, nói là kêu hắn ngồi, nhưng trong phòng sách chỉ có hai cái ghế, Lý Trường Phong ngồi chỗ nào? Chẳng lẽ ngồi dưới đất sao? Lý Trường Phong xấu hổ kêu lên một tiếng, cậu cả, cậu hai. Từ Quang Nhiên ừ một tiếng, giọng rất trầm thấp, ánh mắt vẫn không nhìn về hướng của Lý Trường Phong, thấp giọng nói, ngày hôm nay con không cần đi làm. Trong lòng Lý Trường Phong thầm nói, cậu kêu con đến đây. Cho dù đi làm con cũng phải đến, chứ đừng nói là con đã xin nghỉ rồi. Lý Trường Phong nói, sân thể dục chủ đã hoàn thành rồi, gần đây cũng rảnh rỗi rất nhiều. Từ Quang Nhiên nói, con không phải đã từ chức rồi sao? Lý Trường Phong bị ông ta đột nhiên vạch trần, mặt đỏ bừng lên, ạc. Là. Từ Quang Thắng vừa oán giận vừa nói, có cái gì mà không nói được? Con không nói thật với chúng ta sao? Lý Trường Phong nói, con... Sợ mọi người nói con. Từ Quang Nhiên nói con cái gì? Cho dù con không từ chức thì ở trong công ty có thể làm được cái gì? Lý Trường Phong nói, cậu nhỏ còn chưa đi ra, con. Con cũng không muốn chạy, chỉ là công trình hiện nay đã được Ủy ban Thể dục tiếp quản, con ở chỗ đó cũng chỉ để trang trí thôi. Từ Quang Nhiên nói, cậu kêu con đến không phải là để hỏi con chuyện từ chức, con đã nói cái gì với mợ nhỏ của con? Lý Trường Phong cứng họng. Hắn đã sớm ngờ rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến cái lỗ tai của cậu lớn, chỉ là hắn không ngờ rằng lại đến nhanh như thế. Từ Quang Thắng nói, mợ nhỏ của con thật sự là không hiểu chuyện, có chuyện gì mà không thể nói trước với mấy cậu. Mợ nhỏ của con là người như thế nào, con cũng không phải là không biết, con chạy đến chỗ của mợ nhỏ nói bậy,
mà mợ lại coi là thật, ngày hôm qua chạy đến nhà của cậu khóc than nửa ngày, lại đến chỗ cậu lớn của con khóc lóc ầm ĩ lên, con đem chuyện này nói cho mợ con biết rốt cục là vì mục đích gì. Con còn ngại nhà này chưa đủ mất mặt hay sao? Lý Trường Phong thật sự là khổ không nói nổi, nếu như không phải là do Trương Dương lấy tấm ảnh chụp của hắn với Từ Hiểu Nga uy hiếp hắn, thì hắn làm sao mà chạy đến chỗ của Lưu Thúy Vân đem chuyện này nói ra chứ? Cái này thì hay rồi, mình thật sự là có khổ mà không thể nói được, nếu như để cho cậu nhỏ mà biết mình bán đứng cậu, thì nói không chừng sẽ quay lại đối phó mình. Lý Trường Phong làm vẻ mặt đau khổ nói, mợ nhỏ không biết là nghe được tin đồn thế nào mà đờ hỏi con vốn muốn giấu, mà giấu không nổi. Từ Quang Nhiên lạnh lùng nói, nhưng mà mợ nhỏ nói là nghe con nói. Lý Trường Phong làm vẻ vô tội, sao mợ lại có thể nói như vậy? Nếu như để cho cậu nhỏ biết, thì cậu không phải là giết chết con sao? Từ Quang Thắng chỉ vào mặt của Lý Trường Phong nói, tên nhóc con đúng là không có tiền đồ, bây giờ mợ nhỏ chạy đi khắp nơi gây chuyện, còn ồn ào muốn ly hôn với cậu nhỏ của con, mặt mũi của Từ gia bị cô ta làm cho mất hết rồi. Lý Trường Phong từ trong lời nói của bọn họ đã phỏng chừng ra, bọn họ hẳn là không biết được quan hệ của mình với Từ Hiểu Nga. Lý Trường Phong trước khi đến bệnh viện gặp Lưu Thúy Vân, cũng đã lặng lẽ cho Từ Hiểu Nga một số tiền, để cho cô ta trở về quê nhà, nói với cô ta là tạm tránh đầu sóng ngọn gió, thật ra là hắn muốn bảo vệ chính mình thôi. Từ Quang Nhiên nói, Quang Thắng, em xuống dưới lầu giúp chị dâu em làm cơm đi. Từ Quang Thắng gật đầu, biết đại ca có chuyện muốn nói riêng với Lý Trường Phong. Ông đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ra, còn đặc biệt đóng cửa phòng lại. Trong lòng Lý Trường Phong thấp thỏm bất an, hắn sợ nhất chính là cậu lớn, nếu như chuyện của hắn và Từ Hiểu Nga bị cậu lớn biết, thì hắn khẳng định là hết đời. Từ Quang Nhiên nói, cậu nghe nói Ủy ban Thể dục đang điều tra tình huống tài vụ của công ty Tân Thế Kỷ bọn con. Lý Trường Phong nói, có chuyện này, gần đây bọn họ đang xét duyệt biên lai nhập hàng và sổ sách thu chi của bọn con. Nói là muốn thanh toán phần cuối cho bọn con, cho nên cũng thấy chẳng có gì cả. Ánh mắt của Từ Quang Nhiên liền trở nên âm trầm, tự con muốn từ chức, hay là có người ép con từ chức. Lý Trường Phong sợ đến nổi run lên, hắn không dám nhìn thẳng ánh mắt của cậu cả, thấp giọng nói con tự mình từ chức. Từ Quang Nhiên mới không tin là thằng cháu của mình tự động từ chức, nói con đi theo cậu nhỏ của con nhiều năm như vậy hẳn là cũng biết cậu của con là người như thế. Lý Trường Phong nghe ra ý ngoài lời nói của cậu lớn, hắn cẩn thận đáp, cậu lớn, con chỉ là quản lý mà thôi, có nhiều chuyện trong công ty con cũng không biết, cậu nhỏ cũng không nói cho con biết. Nó ở ngoài có tình nhân cũng không nói cho con biết sao, vậy con làm sao mà biết? Lý Trường Phong nói, cậu kêu con đi đưa tiền cho cô ta. Từ Quang Nhiên nói, các người làm cậu rất thất vọng. Lý Trường Phong cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Từ Quang Nhiên khoát tay áo. Nói, đi ra ngoài đi. Lý Trường Phong lặng lẽ lui ra ngoài, Từ Quang Nhiên lấy một điếu thuốc ra từ trong gói thuốc, ông đứng dậy đi đến trước cửa sổ lặng lặng nhìn ra ngoài, cây thụ lớn ngoài sân vào mùa đông đã chẳng còn bao nhiêu lá nữa. Một trận gió nhỏ thổi qua, cành cây hơi rung động, lá khô giống như là những cánh bướm co rúm lại, liều mạng bám vào cành cây, chỉ là vẫn không chịu nổi trận gió, đột nhiên bay vào không trung, xoay tròn theo gió lạnh. Lá rụng tựa hồ không cam lòng với số phận theo gió rồi biến mất, thổi qua cửa sổ. Liền bám vào trên cửa kính, Từ Quang Nhiên nhìn chiếc lá khô vàng, trong mắt hiện ra một tia thương xót, ông phun một làn khói thuốc, thấy lá rung trên tấm kính đồng thời cũng nhìn thấy mình trong tấm kính, tiểu tụy rất nhiều, gầy gò rất nhiều. Tuy rằng trải qua nhiều sóng gió, nhưng mà công trình chủ thể của sân thể dục mới Nam Tích vẫn hoàn thành trước ngay 8 tháng 1, vào ngày hoàn công. Thường vụ Phó Thị trưởng Lý Trường Vũ đặc biệt đến hiện trường, công tác lắp đặt thiết bị nội bộ được tiến hành rất khẩn trương. Trương Dương cùng Lý Trường Vũ bước chậm đến vị trí cần trải đường chạy ra. Lý Trường Vũ tỏ vẻ rất thỏa mãn với tiến độ đúng hạn của sân thể dục, công trình sân thể dục chính vị trí quan trọng nhất trong toàn bộ trung tâm thể dục mới. Cũng là nơi dễ dàng phát hiện ra vấn đề nhất, do công ty Tân Thế Kỷ có bối cảnh đặc thù, nay Từ Quang Lợi bị bắt, một loạt chuyện xảy ra làm cho lãnh đạo thành phố cảm thấy rất đau đầu. Từ sau khi Từ Quang Lợi bị bắt, biện pháp mà Trương Dương áp dụng quả nhiên là chính xác, nếu như không phải hắn ta can thiệp đúng lúc, nghiêm ngặt giám sát tiến trình thi công của Tân Thế Kỷ, thì nói không cần công trình sân thể dục chủ sẽ còn xảy ra nhiều vấn đề rất lớn. Lý Trường Vũ gật đầu nói, không sai. Trương Dương nói, lắp đặt thiết bị nội bộ đã được bắt đầu tiến hành đồng bộ vào năm ngoái, bây giờ tiến trình cũng được hơn phân nửa rồi, trải đường chạy, trồng mặt cỏ, công tác lắp đặt ngọn đèn cũng lập tức bắt đầu.
phỏng chừng là khoảng 3 tháng nữa chúng ta có thể hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị cho sân thể dục chủ. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, việc xây dựng các nơi khác cũng phải theo kịp tiến độ, bây giờ đại hội tỉnh đã bắt đầu tính theo thời gian rồi. Trương Dương nói, không thành vấn đề, nhưng mà tài chính do thành phố đáp ứng chỉ có 3 triệu, còn 3 triệu chưa có nhập sổ. Lý Trường Vũ nói, sân thể dục bán dấu giá được 200 triệu, dựa theo quy định hợp đồng, sẽ thanh toán toàn bộ sổ sách vào cuối tháng, con đừng có gấp, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công việc của con. Ông chắp tay sau lưng, đi đến trung tâm sân thể dục, Trương Dương đi theo ông, thấp giọng nói, nghe nói Hải Sắt phu nhân sẽ động vào khối đất đó. Lý Trường Vũ nói, có thể khai phá sớm một chút cũng là chuyện tốt, chú đã xem qua bảng kế hoạch của bà ta, phải nói là làm rất tốt. Nếu như có thể thực hiện được toàn bộ bảng kế hoạch của bà ta, thì khối đất sân thể dục chắc chắn sẽ trở thành trung tâm thương nghiệp của Nam Tích chúng ta. Trương Dương nói, chỉ hy vọng là như thế, hắn không có chút hảo cảm nào đối với Hải Sắt phu nhân cả. Lý Trường Vũ nói, chú nghe nói Lý Trường Phong đã từ chức ở Tân Thế Kỷ. Trương Dương cười nói, ủy ban thể dục của con chỉ giám sát tiến độ thi công của sân thể dục mà thôi, chuyện nội bộ trong công ty của Tân Thế Kỷ. Bọn con không có hỏi qua, chuyện nhân sự càng không liên quan đến bọn con. Lý Trường Vũ dừng chân lại, nói, chú nghe nói con đang điều tra Tân Thế Kỷ. Trương Dương nhìn Lý Trường Vũ, hắn biết Lý Trường Vũ không phải là vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này, xem ra mục đích mà hôm nay ông ta đến không phải chỉ là vì thị sát sân thể dục chủ, mà còn hơn thế, Trương Dương gật đầu, trong điểm này, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Lý Trường Vũ nói, Từ Quang Lợi bị điều tra bởi vì đút lót. Nghe nói Huệ Kính Dân sắp bị thẩm lý và phán quyết rồi, bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, lời nói của Lý Trường Vũ còn không đủ rõ ràng sao. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, hắn có thể hiểu được ý của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nói, con cười cái gì? Trương Dương nói, chuyện của Huệ Kính Dân với chuyện con điều tra không liên quan đến nhau, chú đang lo lắng con cha Từ Quang Lợi, có thể đụng đến mấy sợi dây thần kinh mẫn cảm của người khác. Lý Trường Vũ nói, con làm việc rầm rộ như thế. Ai mà không biết con muốn làm gì? Trương Dương nói, cái này gọi là minh tra. Lý Trường Vũ nói, chuyện của vợ Từ Quang Lợi có phải là làm cho con rất không vui không? Chuyện con muốn điều tra Tân Thế Kỷ không liên quan đến chuyện đó. Trương Dương nói, đều bị chú đoán được cả, thật ra Lưu Thúy Vân gây chuyện như thế, không phải làm cho con xấu mặt, mà bà ta muốn làm xấu mặt của bí thư Từ. Lý Trường Vũ cười nói, con đã biết như vậy, mà dám làm như thế. Cái này không phải là cố ý chạm vào vảy ngược của bí thư Từ sao? Trương Dương nói, bí thư Từ kêu chú đến tìm con. Lý Trường Vũ lắc đầu nói, ông ấy không nói với chú những lời này. Trương Dương à, Lưu Thúy Vân chỉ là một người đàn bà vì gia đình thôi. Bà ta đến gây chuyện trước quả thật là sai, nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi, con cũng đừng làm cho nó rối tung lên nữa. Trương Dương nói, bà ta chẳng phải là đàn bà vì gia đình đâu, bà ta là một bà tám. Tại chú không thấy được tình cảnh bà ta đến ủy ban thể dục gây chuyện thôi. Lý Trường Vũ nói, đàn bà điên lên rất là đáng sợ, vụ án của Huệ Kính Dân được tuyên án, thì chuyện của Từ Quang Lợi cũng có hình thức tương tự, vấn đề của ông ta cũng không ít. Trương Dương nói, ông ta có vấn đề đại biểu cho Tân Thế Kỷ có vấn đề. Lý Trường Vũ nhắc nhở hắn, vụ án con gái của thị trưởng cung bị bắt làm cho quan hệ của con với hệ thống công an trở nên căng thẳng, con hẳn là nên rút ra bài học từ đó. Có một số việc không thuộc về phạm vi chức quyền của mình, dù có cha, cũng không đến lượt con cha. Trương Dương nói, con hiểu rồi, thật ra con cũng không muốn điều tra thật, chỉ là muốn làm ra chút ảnh hưởng thôi, bà ta không phải là chạy đến ủy ban thể dục chửi mắng con sao. Con cũng muốn làm cho bà ta khó chịu một chút. Lý Trường Vũ nói với ý tứ sâu xa, Nam Tích là do bí thư Từ định đoạt, ông ta là một người sĩ diện, có một số việc chúng ta cần phải nắm đúng chừng mực, thông qua cuộc nói chuyện với Trương Dương. Lý Trường Vũ đã hiểu rõ, tên nhóc Trương Dương này cố ý điều tra Tân Thế Kỷ, một là vì để chút cơn giận hai ngày trước Lưu Thúy Vân chạy đến ủy ban thể dục mắng chửi hắn, hai là vì muốn tỏ vẻ với Từ Quang Nhiên một chút, thật ra rất nhiều người trong thể chế Nam Tích đều hiểu rõ, vấn đề của Từ Quang Lợi không chỉ là đút lót đơn giản như vậy. Công ty Tân Thế Kỷ khẳng định là tồn tại vấn đề, nhưng mà không ai dám đi thăm dò cả, Từ Quang Nhiên ngày nào còn tại vị, thì ngày đó sẽ không ai chủ động nhắc đến chuyện này. Trương Dương điều tra Tân Thế Kỷ, thật ra chỉ là một loại phô trương thanh tế, hắn muốn cho Từ Quang Nhiên khẩn chu 7 nanogram, thông qua Từ Quang Nhiên gây áp lực cho người của Từ gia. Ánh mắt của Trương Dương hướng lên bầu trời của sân thể dục, mỉm cười nói, tuy rằng quá trình hơn phức tạp, nhưng dù sao thì cái công trình này cũng được hoàn thành.
Lý Trường Vũ nói, không chỉ phải hoàn thành, mà nhất định phải bảo đảm chất lượng, còn phải biết rằng, qua tháng 10 năm sau, con mắt của toàn bộ dân trong tỉnh sẽ tập trung nhìn về chỗ này, sân thể dục này sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của người dân Bình Hải. Trương Dương nói, cái con coi trọng nhất chính là chất lượng, có Quy Điền Hạo Nhị ở đây, thì phương diện chất lượng sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Lý Trường Vũ rất là thỏa mãn đối với việc thị sát ngày hôm nay, từ tiến độ của trung tâm thể dục mới mà xem, các hạng mục xây dựng hẳn là có thể hoàn thành trong kỳ hạn được giao, tên nhóc Trương Dương này tuy rằng hơi quậy một chút, nhưng mà năng lực làm việc rất tốt, điểm này từ Xuân Dương đến Giang Thành đến Nam Tích đều được nghiệm chứng nhiều lần. Chuyện công tác đã bàn xong, đương nhiên là không tránh khỏi vài câu việc nhà, Lý Trường Vũ đối với con gái nuôi Triệu Tĩnh rất là quan tâm, ông nhẹ giọng nói, Trương Dương, sắp đến nghỉ đông rồi, con gọi điện cho Tiểu Tĩnh, kêu nó đến Nam Tích chơi vài ngày đi, di cát của con đã nhắc nhiều rồi, trong nhà con rất nhiều chỗ trống, di cát của con hiện nay làm việc không có chừng mực, đi sớm về muộn, để cho Tiểu Tĩnh đến ở với bà ấy vài ngày tâm sự cũng tốt. Trương Dương nói, năm nay em nó phải thực tập, mà gần đây con cũng bận làm việc, không quan tâm đến chuyện của em nó, gọi cho nó mấy cú điện thoại rồi, mà nó không nghe cú nào. Lý Trường Vũ gật đầu nói, như vậy đi, để chú gọi điện cho nó, nếu không thì thẳng thắn kêu nó đến Nam Tích thực tập cũng được, để cho nó ở nhà của dì chú. Trương Dương cười nói, Tiểu Tĩnh cũng giống như con, đều là người không thích bị thúc ép, con nghĩ em nó khẳng định sẽ không đáp ứng, nếu như chú hẹn nó đến, nói chuyện ngay mặt nó thì được, Trương Dương cũng rất muốn gặp em gái. Từ sau khi nghe Trác Đình nói về chuyện Đinh Bân muốn đi đến nước Anh du học, thì hắn cũng đã có thêm một cái tâm sự, nhưng mà gọi điện cho Triệu Tĩnh mấy lần rồi mà chẳng ai nghe máy, vốn muốn tìm Đinh Triệu Dũng hỏi một chút, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại thì cảm thấy không dược thích hợp. Thôi cứ để mình đi gặp em gái mà hỏi vẫn hơn. Chương 627, gợn sóng lại nổi. Trong cuộc họp thường ủy Nam Tích, thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ đầu tiên là báo cáo về tình huống xây dựng của trung tâm thể dục mới, nhấn mạnh nói rõ rằng sân thể dục chủ đã xây dựng hoàn thành, bây giờ đang khẩn trương tiến hành lắp đặt thiết bị nội ngoại cùng với các phương tiện khác, căn cứ theo kết quả kiểm tra của bên giám định, thì chất lượng công trình của sân thể dục chủ đã được thông qua, trên cơ sở đảm bảo chất lượng, phương diện đồng bộ của sân thể dục sẽ đạt tiêu chuẩn hạng nhất trong nước. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên lặng lặng nghe Lý Trường Vũ báo cáo, tâm tình của ông không được cao, vụ án của Huệ Kính Dân sẽ được thẩm lý và phán quyết. Tội đưa hối lộ của em trai ông Từ Quang Lợi khẳng định sẽ thành lập, gần đây Trương Dương bên ủy ban thể dục cũng đang ồn ào muốn kiểm tra Tân Thế Kỷ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thằng nhãi này đang khiêu chiến với quyền uy của ông. Từ Quang Nhiên cảm thấy rằng mình bắt đầu xuống cấp rồi, ngay cả một cán bộ cấp chính sử nho nhỏ mà cũng dám công khai khiêu khích ông, nhưng mà Từ Quang Nhiên cũng rất rõ ràng, đám thân thích của ông cũng thật sự là không thể chịu nổi, liên tiếp gây phiền cho ông. Chuyện tình của trung tâm thể dục mới khó khăn lắm mới tránh khỏi việc bị người ta chỉ trỏ trỏ, phía sau kẻ nói ông lấy công làm tư, nói ông dùng người không khách quan khẳng định là không ít rồi, em trai ông Từ Quang Lợi quả thật đúng là đã phụ kỳ vọng của ông. Nếu như nó có thể làm tốt công trình này, thì có thể quang minh chính đại kiếm tiền, lấy tiền ngoài chỗ sáng, cũng không có cái gì phải sợ cả, người khác nguyện ý đồn, thì cứ để cho bọn họ đồn, ông đã trà trộn vào chính đàn lâu như vậy rồi, sóng to gió lớn nào mà chưa gặp qua chứ. Người khác nói thế nào ông cũng không quan tâm, thế như thằng em của ông đúng là bất tài vô dụng, ở sau lưng ông làm ra những chuyện phiền phức như vậy. Lý Trường Vũ nói xong chuyện của trung tâm thể dục mới, rồi lại làm báo cáo với tình hình phát triển sắp tới của công trình cảng nước sâu. Ông là một người biết làm việc, mới đến Nam Tích, trong tình huống không hiểu gì về kết cấu quyền lực tại Nam Tích, ông đã lựa chọn nói ít làm nhiều, và cái này cũng đã nổi lên hiệu quả tương đương. Chỉ ít là trong nội bộ tầng lãnh đạo Nam Tích cũng đã nổi lên một thường vụ phó thị trưởng mới đến là một người biết làm việc kiên định. Trong điểm này, thị trưởng Hạ Bá Đạt thì ngược lại hoàn toàn với Lý Trường Vũ, khi ông đến Nam Tích, bị Từ Quang Nhiên xa lánh, cho nên được giao những công trình không có mặt mũi, mà con người của Hạ Bá Đạt cũng không thích đảm đương trách nhiệm. Trong một số chuyện cần quyết định trọng đại thì biểu hiện của ông luôn thiếu đi chủ kiến, từ khi Lý Trường Vũ đến, Hạ Bá Đạt cũng cảm thấy có nguy cơ. Cho nên ông đã cố gắng thay đổi điểm này, nhưng mà có vài ấn tượng chỉ cần được tạo thành thì sẽ khó làm ra thay đổi. Hạ Bá Đạt nói, nghe xong đồng chí Trường Vũ báo cáo, tôi cảm thấy rất vui mừng, cho đến nay, cái tôi không yên lòng nhất chính là công tác xây dựng trung tâm thể dục mới tại Nam Tích, kỳ hạn công trình rất gấp, nhiệm vụ nặng nề, hơn nữa, xây dựng trung tâm thể dục mới không chỉ là vấn đề mà Nam Tích chúng ta quan tâm, mà còn là sự quan tâm của toàn bộ tỉnh Bình Hải.
Cho nên nói trung tâm thể dục mới chính là chiêu bài đối ngoại của Nam Tích chúng ta, là một trong các công trình hình tượng quan trọng nhất của Nam Tích chúng ta. Vì sao lại là một trong? Là bởi vì còn có cảng nước sâu vô luận là đầu tư hay tương lai đều vượt xa hơn trung tâm thể dục mới. Từ Quang Nhiên nhíu mày, ông phát hiện ra Hạ Bá Đạt có hiềm nghi muốn đoạt danh tiếng, cái vụ lên tiếng nói về việc tổng kết này hẳn phải là do ông nói mới đúng, nhưng mà Hạ Bá Đạt lại giành nói trước, Từ Quang Nhiên trước đó cũng đã phát biểu là phải làm ra thay đổi. Hạ Bá Đạt nói, chúng ta hẳn là thấy, trong công tác thực tế còn có nhiều chỗ chưa đủ, các cán bộ chúng ta có không đủ ý thức trong điểm này, cần phải chỉnh sửa khuyết điểm của mình, chỉ có như vậy, thì việc làm của chúng ta mới có thể tiến hành thuận lợi, xây dựng kinh tế của chúng ta mới có thể duy trì ổn định và phát triển. Lão già này toàn nói những lời khách sáo, bệnh cũ lại bắt đầu tái phát rồi. Từ Quang Nhiên đợi sau khi Hạ Bá Đạt nói xong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói tôi cũng nói hai câu, ngày hôm nay thường ủy chúng ta sẽ bước vào cuộc họp cuối cùng trong năm cũ. Tôi nhớ kỹ lần trước khi chúng ta mở cuộc họp thường ủy vào cuối năm, chủ đề của chúng ta là tổng kết quá khứ, chủ đề nói chuyện ngày hôm nay của tôi chính là triển vọng tương lai. Năm sau Nam Tích chúng ta sẽ có một việc rất quan trọng, cũng chính là sự kiện được toàn bộ người dân trong tỉnh chú ý, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh sẽ tổ chức. Sân thể dục chủ hoàn thành, trung tâm thể dục mới xây dựng thuận lợi, cái này đã cho chúng ta lòng tin lớn hơn, có thể Đại hội tỉnh sau này cũng sẽ làm tốt. Hiện nay xã hội đang phát triển. Hoạt động trong mỗi lĩnh vực đều trở nên có tính xã hội hóa, chúng ta không thể dùng ánh mắt vận động đơn thuần để đối đãi với đại hội tỉnh, chúng ta cần phải nhìn rõ, tổ chức đại hội tỉnh có thể mang đến hiệu ứng kinh tế cùng hiệu ứng xã hội to lớn, cái này đối với Nam Tích mà nói là một cơ hội phát triển rất lớn, chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội này, đem bộ mặt ưu tú nhất của Nam Tích chúng ta bày ra cho toàn bộ nhân dân trong tỉnh nhìn, thậm chí là bày ra cho toàn bộ xã hội cùng các cấp trong toàn quốc. Trong lòng Hạ Bá Đạt nói, Từ Quang Nhiên ông chẳng qua cũng chỉ là nói suông thôi, một đại hội cấp tỉnh thì có thể mang đến bao nhiêu hiệu ứng. Thật sự đúng là khoác lác không tốn tiền vốn. Từ Quang Nhiên nói, trong năm mới, tôi tin tưởng, đoàn đội lãnh đạo chúng ta, sẽ vẫn như quá khứ, đoàn kết chặt chẽ lại với nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì ngày mai tốt đẹp của Nam Tích, dâng lên lực lượng lớn nhất của chúng ta. Tiếng vỗ tay vang lên, thật ra thì, lời nói của Từ Quang Nhiên đã được mọi người nghe vô số lần rồi. Mỗi nay khi đến thời điểm này thì đều có cảnh tượng như thế cả, lãnh đạo nào cũng nói như vậy hết, chẳng qua là Từ Quang Nhiên lên tiếng thì có lực hơn một chút mà thôi, có tính chất cổ động hơn một chút. Về điểm này thì ông ta mạnh hơn Hạ Bá Đạt nhiều. Sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc, Lý Trường Vũ bị bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên gọi lại thị trưởng Lý. Lúc Lý Bồi Nguyên gọi Lý Trường Vũ, Hạ Bá Đạt đi ở phía trước không khỏi quay đầu lại nhìn, điều này làm cho Lý Trường Vũ có chút xấu hổ. Ông bước chân chậm lại, cùng Lý Bồi Nguyên đi ở phía sau, có chút oán giận nói, bí thư Lý, lần sau lúc nhiều người như vậy, ông đừng gọi như thế, tôi không nhận nổi đâu. Lý Bồi Nguyên biết ông cố kỵ Hạ Bá Đạt, không khỏi cười ha hả nói, chính thị trưởng, phó thị trưởng đều là thị trưởng. Lý Trường Vũ nói, có khác nhau, Lý Bồi Nguyên cũng không cho rằng có khác biệt gì, loại lưu manh thị trưởng như Hạ Bá Đạt ngoại trừ chiếm một vị trí ra, ăn nhiều uống nhiều lãnh tiền nhiều hơn. Thì chưa từng thấy ông ta làm được chuyện gì thực tế cho Nam Tích cả. Đương nhiên, Lý Bồi Nguyên cũng không phải vì chuyện của Hạ Bá Đạt. Ông tìm Lý Trường Vũ là có mục đích khác. Lý Bồi Nguyên nói thị trưởng Lý, gần đây lại có người phản ánh, Trương Dương đang tra sổ sách của công ty Tân Thế Kỷ. Lý Trường Vũ nói, xem ra chuyện này đã gây xôn xao dư luận rồi. Lý Bồi Nguyên nói, tên nhóc này thật sự có năng lực, chuyện bên công an hắn có thể làm thay. Không phải là muốn làm thay luôn công tác của ủy ban kỷ luật chúng tôi chứ. Ông nói những lời không phải là để oán giận, trên mặt còn mang theo một nụ cười nữa. Lý Trường Vũ nói, tôi đã nói qua với hắn rồi, hắn nói là tự tra, chứ không phải là nhằm vào ai cả. Lý Bồi Nguyên cười nói, mới là lạ, có phải là bị vợ của Từ Quang Lợi quậy làm cho điên máu lên không? Hắn muốn tính món nợ cũ với Từ Quang Lợi. Lý Trường Vũ nói, hắn không có mục đích như vậy. Lý Bồi Nguyên nói, rút cây củ cải mang theo đất bùn, có một số việc còn khó hơn việc rút củ cải không dính bùn, đừng làm đến cuối cùng, cây củ cải không rút lên được, mà chân thì lại dính đầy bùn đất. Lý Trường Vũ nghe ra ý nghĩa thâm hậu bên trong những lời này của Lý Bồi Nguyên, mỉm cười nói, tên nhóc này dư thừa tinh lực quá, tôi chỉ muốn hắn làm tốt công tác của mình thôi, chuyện của hắn tôi cũng lười quản. Lý Bồi Nguyên nói, đều nói là thời buổi rối loạn, tôi thấy ông khó mà yên tĩnh được. Lý Trường Vũ nói, vào quan trường, cầm tiền lương, phải làm việc cho quốc gia, làm việc cho dân chúng,
những người như chúng ta đều phải lao lực như vậy thôi. Lý Bội Nguyên cảm thán, ở nửa đời người rồi, cho dù bây giờ kêu tôi xuống, tôi cũng không thích ứng nổi. Hai người tràn đầy đồng cảm, nhìn nhau mà cười. Lý Bội Nguyên gọi Trương Dương đến ủy ban kỷ luật, chuyện này cần phải đích thân nhắc nhở Trương Dương, tên nhóc này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chọc cho bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên không vui. Vốn dĩ Lý Bội Nguyên muốn thông qua Lý Trường Vũ để nhắc nhở Trương Dương một chút, nhưng mà Lý Trường Vũ lại quá che chở cho Trương Dương, ngay cả nói một câu cũng không chịu nói, cho nên Lý Bội Nguyên đành phải tự mình đứng ra mà thôi. Quan hệ của Lý Bội Nguyên với Trương Dương cũng không tệ lắm, cho nên ông cũng không cần phải quanh co, ông nói thẳng vào vấn đề luôn, Trương Dương, có phải là cậu đang điều tra Từ Quang Lợi? Trương Dương gật đầu cười nói, thật ra là không phải cha ông ta, mà là điều tra sổ sách của công ty Tân Thế Kỷ, nếu thành phố đồng ý để cho chúng ta giám sát việc xây dựng sân thể dục chủ của trung tâm thể dục mới, chúng tôi không thể nào phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo được. Bây giờ kiến trúc chủ thể đã hoàn thành rồi, đang tiến hành lắp đặt thiết bị trong và ngoài, tiền công trình cũng trả đúng chỗ. Hai ngày trước vợ của Từ Quang Lợi đến ủy ban thể dục gây chuyện, ông hẳn là cũng có nghe nói qua. Tôi suy nghĩ một chút, người ta đòi tiền cũng có đạo lý. Công trình hoàn thành thì phải đem sổ sách ra tính toán rõ ràng với người ta, mà muốn rõ ràng thì phải kiểm toán. Ông nói một chút xem, bây giờ những cái như vậy rõ ràng là chuyện bình thường, thế nhưng lại đổi thành tôi muốn điều tra Từ Quang Lợi, ông nói xem bí thư Từ có hiểu lầm tôi hay không. Lý Bội Nguyên nhìn tên nhóc này, trong lòng đã phỏng đoán được mục đích của hắn, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là muốn cho Từ Quang Nhiên biết, hay là muốn chơi Từ Quang Nhiên một vố. Lý Bội Nguyên nói, Trương Dương à. Lời đồn rất đáng sợ, tôi tin rằng cậu chỉ muốn thanh toán rõ ràng thôi, nhưng người ta sẽ tin tưởng sao? Trương Dương mỉm cười nói, mặc kệ người khác có tin hay không, chỉ cần ông tin là được rồi. Lý Bội Nguyên đang muốn nói với hắn vài câu thì, điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên, ông cầm lấy điện thoại, alo. Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ khẩn trương, bí thư Lý sao? Lý Bội Nguyên nghe được âm thanh này không khỏi nhíu mày, ông đã nghe ra. Người gọi điện thoại đến chính là Đường Hồng Anh, là vợ của Phó Liên Thắng, Phó Cục trưởng Cục Công an Nam Tích trước. Phó Liên Thắng và bà chủ quán Giang Nam Chu Tiếu Nguyệt đồng thời chết ở trong biệt thự nhà khách chính phủ Tĩnh Hải. Vụ hung án này đã từng làm chấn động một thời, khi đó công an nhận định rằng hai bên tự tử mà chết. Sau đó bởi vì Trương Dương tham gia vào nên mới tra được đến người của Cục trưởng Công an Đường Hưng Sinh. Đường Hưng Sinh sợ tội bỏ trốn ra nước ngoài, vụ án này cũng đã được làm rõ ràng. Bên công an lại một lần nữa phân tích vụ án, cho rằng Đường Hưng Sinh là chủ mưu, mà Phó Liên Thắng là đồng lõa. Nhưng mà Đường Hồng Anh thì vẫn luôn không đồng ý với kết quả này, từ sau khi chồng chết bà ta liên tục kháng án, gõ cửa từng cơ quan ban ngành, bà ta nhận định rằng chồng của mình không liên quan đến vụ án này, mà là bị người ta hãm hại. Lý Bội Nguyên nhẫn nại nói, tiểu đường, tôi đang làm việc. Đường Hồng Anh bên kia điện thoại rung giọng nói, bí thư Lý, tôi tìm ông chính là vì chuyện công việc. Lý Bội Nguyên đã lĩnh giáo người đàn bà này không chỉ một lần, cho rằng bà ta có vấn đề thần kinh. Lý Bội Nguyên nói, tiểu đường à, tôi đang có khách trong phòng làm việc, chuyện của cô có thể để sau được không? Không được, tôi muốn nói ngay bây giờ, bí thư Lý, chồng của tôi bị hãm hại, ổng và Chu Tiếu Nguyệt không có quan hệ gì cả, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, khi đó ổng đến Tĩnh Hải họp, chứ không phải là đi hẹn với Chu Tiếu Nguyệt, đúng rồi, ổng và Chu Tiếu Nguyệt đều bị giết. Ổng không hề tự sát. Lý Bội Nguyên có chút bất đắc dĩ, cười cười nói, tiểu đường, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, nhưng mà chuyện này đã tra ra manh mối, hơn nữa cho dù có vấn đề, cũng không thuộc về phạm trù quản lý của ủy ban kỷ luật, cô tìm tôi cũng không giúp được gì cả. Đường Hồng Anh nói, tôi có chứng cứ, Chu Tiểu Nguyệt không chỉ là tình nhân của Đường Hưng Sinh, cô ta còn có quan hệ với một số quan viên khác. Lý Bội Nguyên nói, tiểu đường, tôi thật sự có việc, ông muốn cúp điện thoại lắm rồi. Đường Hồng Anh nói, tôi thật sự có chứng cứ mà, Liên Thắng để lại đó. Nhĩ lực của Trương Dương rất xuất chúng, tuy rằng cách một cái bàn, nhưng mà hắn vẫn có thể nghe rất rõ ràng, ngữ khí của Đường Hồng Anh rất là khẳng định, lẽ nào người đàn bà này thật sự có chứng cứ. Lý Bội Nguyên cũng nghe ra ngày hôm nay có chút không đúng, ông thấp giọng nói, tiểu đường, cô có chứng cứ vì sao không đến công an mà nói. Đường Hồng An nói, tôi không tin được người khác, hình như có người đang giám sát tôi. Bí thư Lý, hay là ông đến nhà tôi một chuyến đi, tôi ở nhà chờ ông. Lý Bội Nguyên thật sự là sợ bà ta, ông thở dài nói, được rồi, tôi có thời gian sẽ đi qua, nhưng mà, nếu như cô không lấy ra được chứng cứ, thì sau này đừng tìm tôi.
Tôi có. Lý Bồi Nguyên cúp điện thoại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói với Trương Dương, vợ của Phó Liên Thắng, từ sau khi chồng cô ta chết, hình như là bị chấn động, cả ngày điên điên khùng khùng lên, chỉ cần là cơ quan tương quan đều bị cô ta tìm đến. Trương Dương nói, có thể hiểu được mà, dù sao thì người chết cũng là chồng của bà ta, nhưng mà bà ta là sao mà quen được với ông? Lý Bồi Nguyên lại thở dài nói, cô ta và cha mẹ của tôi là hàng xóm, cho nên mới quen biết với tôi, ông nhìn thời gian một chút, đã sắp đến giờ ra về rồi, đứng dậy nói, tôi phải đi, ngày hôm nay còn phải đến nhà của cha mẹ ăn cơm. Trương Dương cười nói, đi chỗ nào, để tôi đưa ông đi. Lý Bồi Nguyên gật đầu. Thật ra thì ông cũng có một chút chuyện muốn nói với Trương Dương. Trên đường Trương Dương chưa ông về nhà, Lý Bồi Nguyên làm ra vẻ như vô tình hỏi về chuyện của khách sạn Hải Thiên. Ông thấp giọng nói, Trương Dương, ông chủ mới của khách sạn Hải Thiên cậu có quen hay không? Trương Dương nao nao, quan hệ của hắn và Lý Bồi Nguyên tuy rằng không sai, nhưng mà thân phận của ông ta vẫn còn ở đó. Ông ta là bí thư của ủy ban kỷ luật, có chút chuyện không thể vô duyên vô cớ hỏi được. Trương Dương nói, có quen. Là một người bạn cũ, tên là Viên Ba, rất có danh tiếng trong giới ẩm nghiệp tại Đông Giang. Lý Bồi Nguyên cười nói, cha mẹ của tôi ở tiểu khu gần hướng đông khách sạn Hải Thiên, gần đây tôi có đi qua đó, Hải Thiên đang lắp đặt thiết bị, Trương Dương cười cười nói, thay đổi hình tượng mới, đoạn kim long làm cho Hải Thiên bị chướng khí mù mịt quá. Lý Bồi Nguyên gật đầu, Lý Bồi Nguyên hỏi Trương Dương chuyện này cũng không phải là không có nguyên nhân, gần đây ủy ban kỷ luật nhận được một ít tài liệu kiện cáo. Chủ yếu là nhằm vào Cục trưởng Cục Công an Trương Đức Phóng, kiện Trương Đức Phóng lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ, vơ vét tài sản tiền tài, tác phong sinh hoạt tồn tại vấn đề rất lớn, làm loạn quan hệ nam nữ, nhưng mà nội dung bên trong cũng có một phần liên quan đến Trương Dương, chủ yếu là nói về khách sạn Hải Thiên, nói Trương Dương lợi dụng thủ đoạn không hợp phá. Lừa gạt, chiếm đoạt Hải Thiên, ép đoạn Kim Long bán lại Hải Thiên với giá thấp cho ông chủ hiện nay là Viên Ba, thật ra loại tài liệu này tuy rằng là nặc danh. Nhưng Lý Bồi Nguyên vừa nhìn liền có thể đoán ra được, cái này nhất định là đi từ tay của ông chủ khách sạn Hải Thiên đời trước đoạn Kim Long. Khi chiếc xe đi ngang qua khách sạn Hải Thiên, Trương Dương không nhìn được nhìn vào bên trong một chút, công tác lắp đặt thiết bị cho Hải Thiên vừa mới bắt đầu không bao lâu, là do Thường Hải Long phụ trách, Viên Ba còn chưa đến Nam Tích nữa, phòng chừng là phải đợi qua lễ mừng năm mới có thời gian đến nơi này. Lý Bồi Nguyên cũng nhìn về hướng của khách sạn Hải Thiên một chút, ông cố ý cười nói. Nghe nói đoạn Kim Long bán Hải Thiên với giá 6 triệu, một khách sạn lớn như vậy, thật sự đúng là có chút lỗ. Trương Dương luôn cảm thấy rằng trong lời nói của Lý Bồi Nguyên có ý tứ nào đó, ông ta rõ ràng là đã biết được một cái gì đó. Trương Dương cười nói, tôi chỉ làm hành chính, không có khái niệm đối với tiền tài, ông hỏi tôi một ký thịt heo bao nhiêu tiền thì tôi biết, nhưng nếu như nói một khách sạn giá 6 triệu có đáng giá hay không thì tôi thật là không biết. Lý Bồi Nguyên cười ha hả nói, cậu hỗ trợ liên hệ sao? Trương Dương gật đầu nói, lúc đó tình cảnh của đoạn Kim Long rất là khó khăn, phụ ngộ độc thức ăn tại Hải Thiên thiếu chút nữa đã gây thiệt mạng người rồi, không ai muốn giúp ông ta tìm đến tôi vì thấy tôi có nhiều bạn, có thể sẽ có người nguyện ý tiếp nhận Hải Thiên, tôi vốn không muốn giúp ông ta, nhưng nhìn thấy ông ta đáng thương như vậy, vì thế liền đi hỏi thăm dùm ông ta, đúng lúc Viên Ba đang có ý định phát triển tại Nam Tích, cho nên bọn họ đã gặp mặt nhau, quá trình đàm phán cụ thể tôi không biết. Giá cả cuối cùng thế nào tôi cũng không rõ, Trương Dương nói rất thản nhiên, trong chuyện này hắn không có gì phải sợ, cho dù đoạn Kim Long mượn chuyện này kiện hắn, cũng chẳng thể làm được gì cả, không tìm được nhược điểm của hắn đâu. Lý Bồi Nguyên nói, trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Hải Thiên, đúng rồi, tôi nghe nói Thạch Thắng Lợi đang đi làm ở chỗ của cậu, còn làm trưởng khoa bảo vệ. Trương Dương đã kết lục được rằng Lý Bồi Nguyên đang hỏi chuyện này có mục đích, Trương Dương cười nói, bí thư Lý. Có phải là ông đã nghe được lời đồn gì không? Những chuyện này rất là buồn chán, ông đừng tin tưởng. Lý Bồi Nguyên mỉm cười nói, tin đồn thật sự là đủ hình đủ dạng, nếu như không tìm hiểu rõ ràng, chỉ nghe tin đồn bậy, thì mọi chuyện càng lúc càng rối. Trương Dương cười nói, tôi đi ngay ngồi thẳng, người ta muốn nói cái gì thì cứ việc nói, dù sao thì tôi cũng không có vấn đề. Hắn còn chưa nói hết câu, thì đã nghe thấy một tiếng ầm, thật lớn làm rung động cả mặt đất. Trương Dương phản ứng theo vô thức là nhấn phanh lại, bọn họ vừa mới tiến vào trong tiểu khu hướng Dương, vụ nổ kia đã làm vỡ không ít cửa kính trong tiểu khu, Trương Dương hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn, thấy một căn nhà trong khu dân cư phía trước đang bốc khói đen lên. Lý Bồi Nguyên cũng thấy được, ông kinh hô một tiếng, vội vã đẩy cửa xe xông ra ngoài. Trương Dương lo lắng Lý Bồi Nguyên sẽ xảy ra chuyện,
cho nên dừng ô tô lại, xuống xe đuổi theo Lý Bồi Nguyên. Chỗ phát sinh vụ nổ chính là nhà của cha mẹ Lý Bồi Nguyên, căn nhà bốc lên ánh lửa và khói đen cuồn cuộn kia chính là căn nhà 201 của cha mẹ ông, ánh lửa và khói đen ngập trời. Lý Bồi Nguyên chạy đến trước cửa, xung quanh có không ít dân cư đang từ trong chạy ra ngoài, trong đó có cả cha mẹ ông, trên người cha ông chỉ bị chảy ra một chút thôi, còn trán của mẹ ông thì do một mảnh thủy tinh vỡ bắn vào làm chảy máu một chút. Lý Bồi Nguyên thấy cha mẹ không bị nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thoáng yên tâm lại, ông kêu lên một tiếng cha, mẹ. Rồi xong lên đỡ lấy mẹ của mình, bà lão sợ đến mất hai chân nhũn ra đi đường không nổi luôn. Trương Dương cũng xuất hiện trước mặt bọn họ đúng lúc, Lý Bồi Nguyên cõng lấy mẹ, Trương Dương liền nói, để cho tôi. Hắn cúi người xuống đỡ lấy bà lão lên lưng mà cõng đi. Lý Bồi Nguyên đã 50 tuổi rồi, thân hình lại gầy yếu, đương nhiên không có sức khỏe như Trương Dương rồi. Trương Dương cõng lấy bà lão đi đến bãi đất trống trong tiểu khu, trên đường lặng lẽ điểm huyệt cầm máu giúp cho bà. Cha của Lý Bồi Nguyên bị tiếng nổ mạnh làm cho hoảng sợ không nhẹ, tay run run nói, cha và mẹ con đang làm cơm, nhưng mà bỗng nhiên nghe thấy mùi ga dày đặc. Vốn tưởng rằng là của nhà chúng ta, nhưng sau đó phát hiện không phải, là nhà của tiểu đường sát vách, mẹ của con qua gõ cửa thấy không ai trả lời, ai ngờ đâu lại đột nhiên phát nổ. Vẻ mặt của ông già đầy khổ sở, tiểu đường thế nào rồi? Cô ta và đứa con gái không biết có ở trong nhà không? Ánh mắt của Lý Bồi Nguyên và Trương Dương nhìn nhau, mặt của bọn họ đều thay đổi cả, hai người đồng thời nhớ đến một việc, cách đây không lâu Đường Hồng Anh vừa mới gọi điện thoại cho Lý Bồi Nguyên, bà ta nói rằng mình tìm được chứng cứ, chứng minh rằng chồng của mình Phó Liên Thắng bị giết chết. Lúc này tiếng còi xe của đội phòng cháy chữa cháy vang lên, xe cứu hỏa lao vào trong tiểu khu hướng Dương. Xe cứu thương cũng tới rồi, đến cuối cùng chính là xe công an, cục trưởng phân cục khu Thiên Hối Lâm Quang Minh dẫn đội đi đến, mặt của Lý Bồi Nguyên rất nghiêm trọng, ông cầm lấy điện thoại gọi cho thị cục, dựa theo trực giác của ông ý thức được vụ việc này rất có thể không phải là một vụ nổ khí ga bình thường, mọi chuyện không thể nào trùng hợp như thế được, Đường Hồng Anh vừa nói là tìm được chứng cứ. Ngay sau đó thì trong nhà của bà ta liền xảy ra vụ nổ khí ga, nếu như bà ta thật sự có nắm giữ được bằng chứng chính xác. Như vậy thì vụ nổ lần này, rất có thể là một vụ mưu sát có chủ đích. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Triệu Quốc Cường mang đội đến hiện trường, bởi vì đội cứu hỏa đang tiến hành dập lửa, cho nên bên công an không có khả năng triển khai công tác ngay lập tức. Triệu Quốc Cường và Lâm Quang Minh thảo luận ý kiến một chút, trước tiên phân công tiến hành điều tra tình huống toàn diện, chủ yếu là tìm hiểu tình huống trước và sau vụ nổ trong khu dân cư. Triệu Quốc Cường đi đến trước mặt của Lý Bồi Nguyên. Gã vô cùng kinh ngạc khi thấy Trương Dương ở chỗ này, không khỏi nhíu mày nói, chủ nhiệm Trương đúng là đi lại thần tốc, mọi việc đều dành trước hệ thống công an chúng tôi, xem ra thật sự là muốn làm cho công an chúng tôi thất nghiệp. Trong lời nói của gã tràn đầy thành phần châm chọc. Lý Bồi Nguyên nói, tiểu Triệu, Trương Dương tiện đường đưa tôi đến nhà cha mẹ, không ngờ lại gặp phải vụ nổ. Triệu Quốc Cường nghe ông ta nói như vậy cũng không tiếp tục nhằm vào Trương Dương nữa. Cái Trương Dương thật sự cảm thấy hứng thú chính là Đường Hồng Anh rốt cục có còn sống hay không, chứ không có tinh lực đi đấu võ mồm với Triệu Quốc Cường. Lý Bồi Nguyên lặng lẽ gọi Triệu Quốc Cường qua một bên, thấp giọng đem chuyện của Đường Hồng Anh gọi điện cho ông kể ra, Triệu Quốc Cường càng nghe thì biểu tình càng ngưng trọng, chuyện này quả thật có điểm đáng ngờ, thảo nào Lý Bồi Nguyên lại gọi thẳng đến cho thị cục. Lý Bồi Nguyên kêu bọn họ đến là còn có một nguyên nhân khác nữa, ông rất hiểu về hệ thống công an Nam Tích, tuy rằng Đường Hưng Sinh chạy thoát. Nhưng mà gã ta làm ăn tại Nam Thích nhiều năm như vậy, lực ảnh hưởng rất lớn, có thể nói chuyện này vô cùng có khả năng liên quan đến chuyện nội bộ của hệ thống công an. Lý Bồi Nguyên thông báo nhanh cho Triệu Quốc Cường cũng là vì nguyên nhân này, ngoài ra còn có một điểm quan trọng khác chính là, lần này Triệu Quốc Cường đến Nam Thích tuy rằng đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Công an Nam Thích, nhưng mà ý của Sở Công an chính là muốn gã ta tiến hành khảo sát Trương Đức Phỏng, lựa chọn ra người cuối cùng của Cục trưởng Cục Công an Nam Thích. Lý Bồi Nguyên rất coi trọng Triệu Quốc Cường. Đương nhiên gần đây ông cũng thu được không ít tài liệu kiện cáo về Trương Đức Phóng, chỉ cần thẩm tra các tài liệu này, thì Trương Đức Phóng khẳng định sẽ mất đi cơ hội cạnh tranh chức cục trưởng. Thế lửa nhanh chóng được khống chế, các lính cứu hỏa nhanh chóng tiến vào bên trong bắt đầu hành động giải cứu, qua một hồi lâu, liền mang từ bên trong ra hai cái xác đã cháy thành màu đen, từ ngoại hình của hai cái xác có thể thấy được hẳn là một lớn một nhỏ. Cha mẹ của Lý Bồi Nguyên vừa nghe nói người lớn và đứa nhỏ đều đã chết. Hai người liền đau khổ đến rơi lệ. Lý Bồi Nguyên cũng cắn chặt môi, xem ra trong nội tâm của ông cũng tràn ngập phẫn nộ, Trương Dương có thể hiểu được, nếu như mà Đường Hồng Anh trước đó không gọi cú điện thoại kia, Lý Bồi Nguyên còn có thể hoàn hảo một chút,
nhưng mà Đường Hồng Anh rõ ràng đã gọi cú điện thoại ấy, nếu như Lý Bồi Nguyên có thể xem trọng một chút, thì bi kịch này có thể sẽ không phát sinh rồi. Khi xác được đưa lên xe, Triệu Quốc Cường cũng đi lên thùng xe, gã mở túi đựng xác ra, chịu đựng cái mùi khó người toát ra từ cái xác, mở khoang miệng của xác chết ra, lấy dụng cụ chiếu chiếu vào bên trong, chỉ là kiểm tra xác chết sơ bộ thôi, gã cũng có thể xác định rằng, người này hẳn là chết trước khi vụ nổ xảy ra, chứ không phải là bị chết cháy, vì trong khoang miệng rất sạch sẽ, nếu như bị chết cháy, thì trong khoang miệng sẽ có một lượng tro tàn lớn. Tâm tình của Triệu Quốc Cường cực kỳ nghiêm trọng, gã đi xuống xe, hít một ngụm không khí trong L ảnh, Lý Bồi Nguyên đi đến bên cạnh gã, thấp giọng nói, thế nào? Triệu Quốc Cường lắc đầu, thở dài, thấp giọng nói, tất cả đều đã chết, kết quả cụ thể còn phải chờ báo cáo nghiệm thi. Trương Dương thấy hai mẹ con Đường Hồng Anh đều đã chết, tâm tình cũng rất trầm trọng, hắn vốn tưởng rằng vụ án của Đường Hưng Sinh đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra, hắn đi về hướng của Lý Bồi Nguyên, nói có cần đưa bác gái đến bệnh viện không? Lý Bồi Nguyên lắc đầu, mẹ bị thương không nặng, bác sĩ cấp cứu đã xử lý vết thương qua rồi, ông thấp giọng nói, Trương Dương, cậu trở về đi, ban ngày bận rộn, mau trở về nghỉ ngơi đi. Trương Dương gật đầu, lại chào cha mẹ của Lý Bồi Nguyên một tiếng, rồi mới rời đi, đến trước xe của mình, đang chuẩn bị lên xe, thì nghe được Triệu Quốc Cường ở phía sau gọi mình, chủ nhiệm Trương. Xin dừng bước. Trương Dương dừng chân, xoay người lại, thản nhiên nói, cục trưởng Triệu tìm tôi có việc. Triệu Quốc Cường nói, tôi chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi lần phát sinh trọng án, thì cậu luôn có mặt tại hiện trường, là cậu biết trước, hay là do cậu nghe được tin đồn nào? Trương Dương nói, anh hoài nghi tôi. Triệu Quốc Cường nói, tôi không hoài nghi cậu, chỉ là cảm thấy tò mò. Trương Dương nói, hai mẹ con Đường Hồng Anh có phải là bị giết hay không? Vụ nổ khí ga lần này có phải là một vụ mưu sát có chủ đích hay không? Triệu Quốc Cường nói, vì sao tôi phải nói cho cậu nghe? Trương Dương nhìn thoáng qua hướng của Lý Bồi Nguyên, thấp giọng nói, cục trưởng Triệu, tôi luôn cảm thấy rằng giữ gìn chính nghĩa ngăn cản tội phạm là chức trách của công an, chuyện này có thể liên lụy đến rất nhiều người. Tôi tin tưởng rằng bí thư Lý sẽ không nói nhiều với anh, nếu anh có hứng thú, tôi cho anh thành ý, hoặc là tôi có thể cho anh một ít trợ giúp. Triệu Quốc Cường nao nao, gã nhìn vào con mắt của Trương Dương, đều nói rằng đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, gã muốn từ ánh mắt để nhìn xem Trương Dương rốt cục có thành phần lừa dối bên trong hay không. Ánh mắt của Trương Dương rất thản nhiên đến mức Triệu Quốc Cường không nhận ra bất kỳ kẽ hở hay dối trá gì cả. Triệu Quốc Cường mấp máy môi, gã tựa hồ còn đang do dự. Trương Dương nói, một tiếng sau, tôi ở tiệm rượu Áo Vận bên cạnh ủy ban thể dục chờ anh đến hay không đến thì tùy. Triệu Quốc Cường sau khi thu đội, rốt cục quyết định đến gặp Trương Dương một chút, gã phải thừa nhận, lời nói của Trương Dương đã khơi dậy lòng tò mò mãnh liệt trong lòng gã. Hồi nãy Lý Bồi Nguyên cũng có nói với gã một ít, nhưng tất cả chỉ là cái bên ngoài thôi, không có nội dung liên quan quá sâu, Triệu Quốc Cường tin rằng chuyện lần này không đơn giản như thế. Lý Bồi Nguyên hẳn cho rằng đây là một vụ mưu sát có chủ đích, cho nên ông ta mới trực tiếp gọi điện đến thị cục. Trương Dương đã gọi vài món ăn, thấy Triệu Quốc Cường đến, hắn đem chai rượu chuẩn bị tốt mở ra. Triệu Quốc Cường ngồi xuống đối diện hắn, cởi áo khoác ra, tháo luôn bao tay đặt xuống bên cạnh ghế, chủ nhiệm Trương kêu tôi đến, không phải là vì uống rượu chứ. Trương Dương rót đầy rượu vào ly trước mặt của Triệu Quốc Cường, sau đó cũng tự rót đầy cho mình, tôi vẫn chưa ăn gì. Anh hẳn là cũng chưa ăn, hay là ngồi một chút, vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Quốc Cường nói, thời gian của tôi rất gấp, một lát nữa phải đến cục để xem báo cáo nghiệm thi. Trương Dương nói, trên đời này không chuyện gì làm chậm trễ thời gian quý giá của anh sao, tôi cũng bận rộn nhiều chuyện, nhưng mà dù có bận thì cũng phải ăn no trước đã, con người phải ăn cơm để sống, nếu không ăn thì sẽ đói đền hoàng mất. Bữa tiệc này coi như là tiệc đón gió tẩy trần, tôi hoan nghênh anh đến Nam Thích, hắn nâng ly rượu lên. Không nói nhiều lời uống cạn một hơi. Chương 628, lo lắng. Trương Dương lại tự rót cho hắn một ly, nhẹ giọng nói, bí thư Lý nói thế nào với anh? Triệu Quốc Cường nói, nếu như tôi nhớ không lầm thì là cậu hẹn tôi đến đây, nói là có tình huống nói cho tôi biết. Trương Dương nói, buổi chiều tôi ở phòng làm việc của bí thư Lý, Đường Hồng Anh đã gọi điện thoại cho bí thư Lý. Triệu Quốc Cường nói, tôi biết. Trương Dương nói, âm thanh điện thoại rất lớn, tôi nghe được một ít nội dung nói chuyện của bà ta, hắn đương nhiên sẽ không nói rằng nhĩ lực của mình vượt xa người thường, có thể nghe rõ được những lời mà Đường Hồng Anh nói. Biểu tình của Triệu Quốc Cường trở nên nghiêm túc,
Tuy rằng Lý Bồi Nguyên thẳng thắn nói rằng Đường Hồng Anh có gọi điện thoại cho ông, nhưng mà cũng không có nói về nội dung cú điện thoại này. Trương Dương nói, Đường Hồng Anh nói rằng mình đang nắm giữ một ít chứng cứ, có thể chứng minh chồng của bà ta bị hãm hại, lúc trước chồng của bà ta chết vì bị giết. Nói đến đây, Trương Dương dừng lại một chút, anh hẳn là cũng rõ, chồng của Đường Hồng Anh chính là Phó Liên Thắng, khi còn sống đã từng đảm nhiệm Phó Cục trưởng Phân Cục Khu Liên Hoa Nam Tích. Triệu Quốc Cường gật đầu, gã cũng không hiểu biết nhiều về tình huống của Phó Liên Thắng cho lắm. Trương Dương nói, Phó Liên Thắng thì có thể là anh không quen, nhưng mà Cục trưởng Cục Công an tiền nhiệm của Nam Tích Đường Hưng Sinh anh hẳn là biết, nếu như không phải là do ông ta gặp chuyện không may, thì ông ta rất có hy vọng đảm nhiệm Phó Sở trưởng của tỉnh chúng ta. Cũng chính là vị trí cao sở trưởng hiện nay, Phó Liên Thắng và bà chủ Chu Tiếu Nguyệt chết trong biệt thự số 33 của nhà khách chính phủ. Lúc tôi đi Tĩnh Hải học tập, trùng hợp ở trong căn biệt thự đó, cũng vì vậy mà kết bạn với em gái của Chu Tiếu Nguyệt là Chu Tiếu Vân. Đường Hưng Sinh vì che giấu chứng cứ, cho nên đã nghĩ biện pháp diệt trừ Chu Tiếu Vân. Cuối cùng Chu Tiếu Vân vượt qua khó khăn, tìm được bằng chứng do chị cô ta để lại. Đường Hưng Sinh biết đại thế đã mất, cho nên lẩn trốn ra nước ngoài, đến bây giờ vẫn còn chưa quy án. Những chuyện mà Trương Dương kể Triệu Quốc Cường cũng có biết một phần, nhưng mà cũng có một phần rất lớn không biết. Triệu Quốc Cường nói, cậu nói là, cái chết của Đường Hồng Anh có liên quan đến vụ án của Đường Hưng Sinh. Trương Dương nói, căn cứ theo tình huống mà anh nắm được hiện nay, Đường Hồng Anh rốt cục là bị giết chết hay là do bị nổ chết. Triệu Quốc Cường nhìn Trương Dương một chút, thằng nhãi này nói nhiều như vậy, hiển nhiên là muốn đổi lấy một ít tin tức rồi, trong thế giới này không có nỗ lực vô duyên vô cớ nào cả. Trao đổi đồng giá là một quy tắc công bình nhất, Triệu Quốc Cường nói, bị giết. Trong khoang miệng người chết không có bất kỳ cho tàn nào, hẳn là đã có người giết chết bọn họ trước đó, rồi sau đó mở thả khí ga ra, bởi vì thân phận của người chết còn chưa xác minh, cho nên Triệu Quốc Cường không có khẳng định người chết là Đường Hồng Anh. Trương Dương nói, có nghĩ đến hay không, là ai muốn giết Đường Hồng Anh? Triệu Quốc Cường không nói chuyện. Trương Dương nói, khẳng định không phải là Đường Hưng Sinh. Ông ta đang trốn ở nước ngoài, trong nước xảy ra chuyện gì ông ta cũng không có khả năng biết trước, cho dù có biết được Đường Hồng Nam nắm giữ chứng cứ phạm tội của mình, cũng không cần phải tốn tinh lực để giết bà ta, nói cách khác, ngoại trừ Đường Hưng Sinh ra còn có người khác, có người muốn diệt khẩu. Triệu Quốc Cường nói, người này có năng lực không nhỏ. Trương Dương nói, Đường Hưng Sinh nhất định biết đó là ai, nhưng mà ông ta sẽ không nói, Phó Liên Thắng cũng biết, đáng tiếc là ông ta đã chết. Đường Hồng Anh hẳn là phát hiện ra một cái gì đó, nhưng không kịp chờ bà ta nói, thì đã xảy ra chuyện này. Triệu Quốc Cường nói, cả nhà Phó Liên Thắng đều bị giết chết, cái xác nhỏ hẳn là con gái của bọn họ. Nói xong câu đó, gã và Trương Dương cùng im lặng, vụ mưu sát lần này quả thật rất tàn nhẫn, người này rốt cục là ai? Vì bảo vệ bí mật của mình, mà lại ra tay độc ác với hai mẹ con vốn chỉ còn có thể sống nương tựa vào nhau. Triệu Quốc Cường thấp giọng nói, tôi nhất định phải bắt hắn. Trương Dương nói, tôi cũng muốn sớm ngày bắt được kẻ này. Triệu Quốc Cường nói, tôi muốn tìm hiểu toàn bộ sự kiện Chu Tiếu Nguyệt bị giết, cậu quen với Chu Tiếu Vân phải không? Nếu như có thể, giúp tôi liên hệ cô ta, mời cô ta đến Nam Tích phối hợp điều tra. Trương Dương nâng ly rượu lên nói, tôi sẽ tận lực phối hợp, chỉ mong là Cục trưởng Triệu không chê tôi nhiều chuyện. Triệu Quốc Cường nói, phối hợp và nhiều chuyện là hai việc khác nhau, chủ nhiệm Trương thông minh như thế. Hẳn là hiểu được giới hạn của hai cái này, gã nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, đứng dậy nói tôi đi, chuyện của Chu Tiếu Vân tôi nhờ cậu. Trương Dương gọi điện cho Chu Tiếu Vân đang ở bên Úc, đáng tiếc là không ai nghe máy, Trương Dương có để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của cô ta, Chu Tiếu Vân làm nghiên cứu hải dương, bình thường hay đi lại trên biển rất lâu, cô ta hẳn là không có ở trên đất liền, mong rằng khi cô ta nhận được tin có thể trả lời ngay lập tức. Vụ án của Đường Hồng Anh đã làm sôi sục cả Nam Tích. Trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện rất nhiều lời đồn với phiên bản khác nhau, cái vụ án thiếu chút nữa đã bị người quên lại một lần nữa được dân chúng Nam Tích quan tâm. Trình Diễm Đông lúc này đến Nam Tích, điều lực của hắn thật ra là được đưa xuống cùng lúc với Triệu Quốc Cường, chỗ là công tác của hắn ở Phong Trạch vẫn chưa hoàn tất, cho nên đến báo danh chậm hơn 2 tuần, Trình Diễm Đông đi đến Nam Tích thì chuyện đầu tiên làm không phải là đi đến phân cục Hà Tây, mà là đi đến Ủy ban Thể dục Nam Tích. Từ Cục Công an Phong Trạch đến đảm nhiệm Cục trưởng Phân Cục Hà Tây của thành phố Nam Tích, đối với hắn mà nói thì chính là một bước nhảy vọt lớn trong chính trị. Cái này ít nhiều gì cũng là nhờ Trương Dương hỗ trợ. Trương Dương là quý nhân của hắn, đi đến Nam Tích thì cái đầu tiên hắn nghĩ chính là đến gặp vị thủ trưởng cũ, người bạn cũ, cũng là bá lạc của hắn.
Trình Diễm Đông trước khi đến Nam Tích cũng không có gọi điện cho Trương Dương, cho nên hắn xuất hiện rất đột ngột, xuất hiện như vậy mới có thể tạo nên bất ngờ. Trương Dương thấy Trình Diễm Đông đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa phòng làm việc của mình không khỏi bật cười đứng dậy, đi ra ngoài đón, đến trước mặt Trình Diễm Đông vỗ mạnh lên bờ vai của hắn, nói, rốt cục đúng là làm công an, xuất quỷ nhập thần, ngay cả một dấu hiệu cũng không có liền xuất hiện trước mặt tôi. Trình Diễm Đông cười cười đặt hành lý dựa vào góc tường, chính là muốn cho thị trưởng Trương một bất ngờ. Trương Dương nói, được rồi, đừng gọi thị trưởng này thị trưởng nọ nữ, sao lại cùng một bệnh với phó trưởng Trinh thế, tôi bây giờ là chủ nhiệm ủy ban thể dục, đừng gọi loạn. Trình Diễm Đông cười vui vẻ nói, lúc trước gọi quen rồi, trong lúc nhất thời không sửa được. Phó trưởng Trinh lúc này cũng đến, hắn thông báo cho Trương Dương biết đến giờ họp tổ đảng, Trương Dương khoác tay áo nói. Cậu kêu chủ nhiệm thôi chủ trì thay tôi đi, dù sao thì cũng không có chuyện gì, Diễm Đông đến, tôi phải tiếp hắn. Phó trưởng Trinh cũng đi từ phong trạch ra, hắn cũng quen thuộc với Trình Diễm Đông, hai người có một điểm giống nhau, đó đều là được Trương Dương đề bạt từ phong trạch lên. Phó trưởng Trinh nhiệt tình cười nói, chào cục trưởng Trình, đã sớm nghe nói anh muốn đến, hoan nghênh nha. Trình Diễm Đông cười nói, mới vừa đến đây, mong chiếu cố nhiều hơn. Phó trưởng Trinh cười nói, sau này cần nhờ cục trưởng Trình chiếu cố tôi nhiều hơn mới đúng. Không làm phiền hai người ôn chuyện, chủ nhiệm Trương, có chuyện gì, cứ phân phó cho tôi là được. Trương Dương nói, cậu đến Nam Dương Quốc tế đặt một bàn đi, buổi tối chúng ta đón gió cho cục trưởng Trình. Phó trưởng Trinh gật đầu nói, tốt, lúc đang chuẩn bị rời đi, Trương Dương lại nói, cậu gọi Thạch Thắng Lợi đến, tôi có vài lời muốn nói với hắn. Thạch Thắng Lợi từ sau khi đảm nhiệm trưởng khoa bảo vệ của công trường trung tâm thể dục mới, cả người cũng có thay đổi rất lớn, bây giờ hắn ta đối với Trương Dương chỉ có bội phục và bội phục, hắn tự mình tham gia sự kiện đối phó với Đoạn Kim Long, và đã nổi lên tác dụng then chốt, hắn tự hy sinh bản thân, nguy trang thành người bị ngộ độc thực phẩm, cái này mới làm cho Hải Thiên bị suy sơ súc năm, có thể tưởng tượng ra rằng người ra chủ ý chính là Trương Dương, còn hai ngày trước Lưu Thúy Vân đến gây chuyện. Hắn lại chứng kiến Trương Dương bày mưu tính kế, lợi dụng Lý Trường Phong dễ dàng đánh tan âm mưu chiến tranh nhân dân của Lưu Thúy Vân, Thạch Thắng Lợi lớn như vậy rồi mà chưa từng bội phục người khác, cho dù ông già của hắn là bí thư chính ủy khu Thiên Hối Thạch Trọng Hằng, hắn cũng chưa từng bội phục qua. Có thể nói hắn quả thật đã đem Trương Dương trở thành thần tượng của mình rồi, con người chỉ cần có thần tượng, thì chẳng khác nào có một cái gương, hắn sẽ bắt đầu so sánh bản thân với thần tượng của mình một cách không tự chủ, trong bất chi bất giác sẽ có thay đổi. Ngay cả ông già hắn Thạch Trọng Hằng cũng cảm thấy quái dị, vốn tưởng rằng thằng con trai của mình bất trị rồi, chỉ biết lừa dối sống qua ngày thôi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên có tâm tiến tới như vậy. Thạch Thắng Lợi đi đến phòng làm việc của Trương Dương, thấy có một người không nhận ra, không khỏi nhìn nhiều lần, Trương Dương cười nói, tôi giới thiệu cho cậu, vị này là cục trưởng tân nhậm của phân cục Hà Tây Trình Diễm Đông, là bạn cũ của tôi, còn vị này là trưởng khoa bảo vệ trung tâm thể dục mới của chúng ta, Thạch Thắng Lợi. Thạch Thắng Lợi nghe nói người ta là cục trưởng mới của phân cục Hà Tây, cười cười đi qua, xin chào cục trưởng Trình, tôi đã sớm nghe chủ nhiệm Trương nhắc đến anh. Trình Diễm Đông cười cười, bắt tay với Thạch Thắng Lợi, cậu là bảo vệ, tôi là công an, tính chất công tác của mọi người đều không khác nhau, đều là bảo hộ an toàn cho quốc gia và nhân dân. Thạch Thắng Lợi cười nói, anh là quân chính quy, còn tôi cùng lắm cũng không tính là dân binh. Trương Dương nói, thằng nhóc cậu nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Có phải là khinh thường khoa bảo vệ của Ủy ban Thể dục chúng tôi không? Cái này gọi là tự xem nhẹ mình, một chút lòng tin cũng không có. Thạch Thắng Lợi ở trước mặt của Trương Dương có tính tình cực kỳ tốt, vẻ mặt tươi cười. Trương Dương nói, tối nay tôi đón gió cho cục trưởng Trình, cậu gọi cục trưởng Lâm của phân cục Thiên Hối đến luôn đi, mọi người gặp mặt một chút. Trương Dương không quen với Lâm Quang Minh của phân cục công an khu Thiên Hối, nhưng mà Thạch Thắng Lợi rất quen, Trương Dương muốn mượn cơ hội này. Phô trương thay cho Trình Diễm Đông, quen biết nhiều người một chút. Thạch Thắng Lợi cười nói tốt, chủ cục trưởng Lâm để tôi an bài, còn có chuyện gì khác không? Trương Dương nói, buổi tối cậu uống ít một chút, đừng làm cho tôi mất mặt. Thạch Thắng Lợi nhe răng cười nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi bây giờ đã có tự chủ. Trương Dương suy nghĩ một chút, rồi tự mình gọi điện cho Trương Đức Phóng một cú điện thoại, tuy rằng quan hệ của hắn và Trương Đức Phóng gần đây không được vui vẻ cho lắm. Nhưng mà dù sao thì Trương Đức Phóng cũng là cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích, Trình Diễm Đông đến Nam Tích làm việc, cũng cần phải gặp mặt lẫn nhau, Trương Dương vốn định mời luôn Triệu Quốc Cường, chỉ là suy nghĩ một chút, thấy Triệu Quốc Cường chưa chắc đã cho mình mặt mũi, mình tốt nhất là đừng tự làm mất mặt.
Trương Đức Phóng nhận được điện thoại của Trương Dương thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn, từ khi Trương Dương đến Nam Tích, quan hệ của bọn họ là càng đi càng xa. Đối với chuyện này Trương Đức Phóng cũng nhìn rất thấu, gã cho rằng mình và Trương Dương có thể đi đến tình trạng ngày hôm nay, nguyên nhân căn bản bắt đầu từ xung đột lợi ích của nhau, gã rất rõ mình có thể ngồi lên vị trí cục trưởng cục công an Nam Tích, cũng có liên quan rất lớn đến Trương Dương, lúc đầu chính là do Trương Dương tiết lộ tin tức cho gã, giúp gã lật ngã Đường Hưng Sinh, lập được công to, do đó con đường để gã leo lên vị trí cục trưởng cục công an Nam Tích cũng trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều. Nhưng mà từ sau khi Trương Dương đến Nam Tích, thì khái niệm chính trị của bọn họ càng ngày càng xuất hiện nhiều thành kiến, Trương Đức Phóng là một người chú trọng bồi dưỡng quan hệ chính trị trong các phương diện, còn Trương Dương thì khác hẳn, tên nhóc này không thể dùng lẽ thường để nói được, cái chân chính khiến cho bọn họ phát sinh mâu thuẫn chính là khách sạn Hải Thiên, Trương Đức Phóng đã sớm coi khách sạn Hải Thiên là vật trong tay của mình rồi, nhưng không ngờ rằng lại nhảy ra một Trương Dương. Hắn ta không chỉ đuổi Đoạn Kim Long đi, hơn nữa còn thanh trừ tất cả các thành viên cũ của Hải Thiên. Người chân chính lấy được tiện nghi chính là Viên Ba, làm cho tất cả kế hoạch ban đầu của Trương Đức Phóng đều thất bại. Trương Đức Phóng không tin rằng Trương Dương làm việc không công, gã cho rằng giữa Trương Dương và Viên Ba có một mối quan hệ lợi ích tương đối mật thiết, Viên Ba chỉ là một lớp ngụy trang thôi, người nắm được Hải Thiên thật sự chính là Trương Dương. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Trương Đức Phóng không thể nào hết giận được, gã cho rằng Trương Dương đã đoạt đi lợi ích của mình. Mà kế tiếp lại phát sinh vụ án của Cung Nhã Hinh. Khiến cho Trương Đức Phóng càng thêm nổi giận, gã cho rằng Trương Dương dám không báo án, giấu giếm vụ án, mục đích chính là làm cho mình mất mặt, Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ là phụ tá đắc lực của gã, hôm nay cũng bị Trương Dương thanh trừ ra khỏi nội bộ công an, bởi vì vậy Trương Đức Phóng đã coi Trương Dương là thù địch rồi. Dù trong lòng có hận, thì công phu ngoài mặt vẫn phải làm, đây chính là nguyên tắc xử sự của Trương Đức Phóng, cũng chính là bộ mặt giả dối nhất của gã. Trương Đức Phóng gọi Triệu Quốc Cường đến. Tuy rằng Triệu Quốc Cường không nằm trong danh sách khách mời của Trương Dương, nhưng mà Trương Đức Phóng gọi gã, phần mặt mũi này gã phải cho. Trương Đức Phóng đương nhiên rõ ràng đoạn ân oán giữa Trương Dương và Triệu Quốc Cường, gọi Triệu Quốc Cường cùng đi, chính là muốn làm cho Trương Dương có tâm tư khó chịu. Trương Dương thấy Triệu Quốc Cường đến, bất chợt sửng sốt một chút, hắn cười cười đi qua, cục trưởng Trương, cục trưởng Triệu, sao nể mặt quá vậy, tất cả đều đến. Triệu Quốc Cường nói, tôi đến không phải là vì cậu. Trình Diễm Đông là người của Cục Công an chúng tôi, đón gió tẩy trần cho hắn, sao tôi có thể không đến? Trình Diễm Đông thấy Trương Đức Phóng và Triệu Quốc Cường hai vị lãnh đạo cấp trên đều đến, vội vã chào hỏi. Trương Đức Phóng cười cười bắt tay với Trình Diễm Đông, tiểu Trình, tôi đã sớm nghe nói về cậu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lúc ở Phong Trạch làm việc không tồi, mong rằng khi cậu đến Nam Tích chúng ta có thể phát huy năng lực như vậy của cậu, làm ra nhiều cống hiến lớn cho trị an xã hội Nam Tích chúng ta. Trình Diễm Đông khiêm tốn nói, lần này tôi đến Nam Tích chỉ ôm thái độ học tập, vừa đi đến cương vị mới, tôi sẽ yêu cầu bản thân làm ra một con người mới, sau này hai vị cục trưởng có nhiệm vụ gian khổ gì, cứ việc phân công. Trương Đức Phóng cười cười nói với Triệu Quốc Cường, Quốc Cường, tiểu Trình rất khiêm tốn. Triệu Quốc Cường cười cười nói, khiêm tốn là mỹ đức, nhưng lúc có nhiệm vụ cần thiết, đừng có khiêm tốn, cần phải chủ động xông lên, như vậy mới là bản sắc của hình cảnh chúng ta. Trình Diễm Đông mỉm cười nói, các lãnh đạo yên tâm, tôi khẳng định sẽ là người thứ nhất xông lên. Cục trưởng phân cục khu Thiên Hối Lâm Quang Minh, gã không ngờ rằng hai vị lãnh đạo thị cục đều đến trước hơn gã. Lâm Quang Minh chắp tay nói, xấu hổ, trên đường kẹt xe nên đến muộn, gã vừa nói chuyện, vừa cởi áo khoác ra, điều hòa trong phòng đủ ấm rồi, căn bản là không cần mặc nhiều đồ. Triệu Quốc Cường cười ha hả nói, chúng tôi từ tổng cục đến đây, trên đường có đi qua khu Thiên Hối của anh. Làm gì thấy có kẹt xe. Hơn nữa anh cũng không có đến muộn. Lâm Quang Minh cười ngượng ngùng nói, mượn cớ đùn đẩy đã quen rồi, mở miệng ra là nói, tôi không có đến muộn, chẳng qua là muộn hơn hai vị lãnh đạo. Lâm Quang Minh rất biết nói chuyện, gã là một nhân vật khéo đưa đẩy, có quan hệ ở chung không tồi với các lãnh đạo cục công an, cùng với lãnh đạo các cấp trong khu Thiên Hối. Trương Dương thông qua Thạch Thắng Lợi mời gã đến, Lâm Quang Minh cũng không do dự. Chuyện của Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ hai người đã sớm được truyền khắp hệ thống công an rồi, ai cũng biết hai người bọn họ xuống đài là có quan hệ trực tiếp đến Trương Dương, đối với một người như vậy Lâm Quang Minh không muốn đắc tội vào. Trương Dương bắt chuyện với mấy tai to mặt lớn trong cục công an, mời ngồi xuống, Trương Đức Phóng nói, sớm biết như vậy, tôi mang mấy người trong phân cục đến, đỡ phải sau này lại phải dẫn tiểu Trình giới thiệu, Triệu Quốc Cường nói, chủ nhiệm Trương thật sự đúng là quan tâm chuyện trong cục chúng tôi.
ngay cả tiệc đón gió tẩy trần hoan nghênh tiểu trình cũng làm thay chúng tôi, những lời này của gã rõ ràng là có ý châm chọc Trương Dương quản quá nhiều. Trương đại quan nhân cười nói, mấy lãnh đạo hiểu lầm rồi, tôi không phải là muốn đãi tiệc đón gió thay mọi người, bữa tiệc ngày hôm nay coi như là tôi mời Diễm Đông, Diễm Đông lúc còn ở Phong Trạch là bạn hợp tác tốt của tôi mở tiệc đón gió mục đích là muốn giới thiệu cho mọi người một chút, sau này Diễm Đông ở Nam Tích còn cần mấy vị lãnh đạo hỗ trợ và chiếu cố nhiều hơn nữa. Trình Diễm Đông nghe Trương Dương nói như vậy, trong lòng rất là cảm động, hắn mới đến đương nhiên là có nhiều chỗ không tiện nói ra, mỉm cười nói, mong rằng các vị lãnh đạo sau này chiếu cố nhiều hơn. Trương Đức Phóng cười ha hả nói, Diễm Đông là bạn của cậu, cũng tức là bạn của chúng tôi, sau này trong công tác chúng tôi sẽ trợ giúp lẫn nhau, hết giờ làm việc cũng sẽ giao lưu nhiều hết, nào. Chúng ta uống một ly vì Diễm Đông đến. Ba câu không rời khỏi việc chính, một đám công an ngồi cùng một chỗ. Đề tài nói chuyện liền dẫn đến vụ nổ gần đây, trọng tâm câu chuyện là do Lâm Quang Minh khơi mào, vụ án này xảy ra tại khu Thiên Hối, tuy rằng được thì cục tiếp nhận, nhưng mà gã cũng rất quan tâm đến chuyện này, dù sao thì khu Thiên Hối cũng lâu rồi không phát sinh ra vụ án kịch liệt nào như thế. Lâm Quang Minh nói, hai mẹ con Đường Hồng Anh đã đắc tội với ai thế? Mà người này vì sao lại tàn nhẫn như vậy, ra tay giết chết cả hai mẹ con? Triệu Quốc Cường thở dài nói, còn chưa xác nhận rõ ràng. Nhưng mà căn cứ theo tình huống điều tra tại hiện trường, và báo cáo nghiệm thi cho thấy, hai mẹ con đều bị người ta giết trước, sau đó mới tạo ra một vụ nổ khí ga, vụ nổ này muốn tạo thành một hiện trường giả là một vụ tai nạn, nhưng mà thủ pháp ra tay cũng thật vụng về, Trương Đức Phóng không nói gì, nâng tách trà lên lặng lẽ uống, gần đây Nam Tích không ngừng xảy ra chuyện không may, gã cũng có một dự cảm không tốt trong người. Lâm Quang Minh nói, cả nhà Phó Liên Thắng gặp chuyện không may đã làm chấn động rất lớn trong nội bộ công an chúng ta. Vô luận là quá khứ Phó Liên Thắng đã làm cái gì, thì hắn cũng đã chết, vợ và con của hắn là vô tội, hôm nay có được kết cục như vậy, không thể không cảm thấy tiếc hận được. Thạch Thắng Lợi và Phó Trường Trinh ngồi cùng một chỗ, trường hợp này thì hai người vốn không có nhiều tư cách nói chuyện, Phó Trường Trinh đương nhiên là biết được vị trí của mình, nhưng mà Thạch Thắng Lợi thì lại không nhịn được, hắn nói, lúc anh Phó còn sống, tôi thấy cách làm người của anh ấy cũng không tồi, anh ấy rốt cục là đắc tội với ai? Mà lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Trương Đức Phóng buông tách trà xuống, nói chủ đề ngày hôm nay là hoan nghênh tiểu trình, sao lại nói chuyện về vụ án, tôi thấy tất cả các người đều cuồng công tác cả, như vậy không tốt, công việc và cuộc sống phải tách xa nha, sau giờ làm việc, chúng ta không nói về vụ án nữa, uống rượu, uống rượu. Triệu Quốc Cường nói, cục trưởng Trương, anh không phải đã nói, chúng ta làm công an, 24 giờ đều là làm việc, không có thời gian nghỉ ngơi sao? Trương Đức Phóng ặc một tiếng, không khỏi cười nói, tôi có nói qua như vậy sao? Lâm Quang Minh làm chứng nói, cục trưởng Trương quả thật có nói như vậy. Trương Dương nói, 24 giờ đều làm việc, người sắt cũng không chịu nổi, vậy thì. Tôi tán thành lời nói của cục trưởng Trương, sau giờ làm việc, chúng ta không nói về vụ án, uống rượu. Uống rượu, tâm tình của Triệu Quốc Cường tối hôm đó cũng không được cao, nhìn ra là gã có tâm sự, lúc rời đi. Trình Diễm Đông và Trương Dương cùng nhau đưa gã đến bãi gửi xe, Triệu Quốc Cường bắt tay với bọn họ, gã nhìn Trương Dương một chút, bỗng nhiên nói, Trương Dương, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trương Dương gật đầu, cùng Trương Đức Phóng đi đến một góc đèn đường không người. Trương Đức Phóng châm một điếu thuốc, thấp giọng nói, ủy ban kỷ luật có phải là đi tìm cậu hay không? Trương Dương sửng sốt một chút, lập tức nhớ đến việc Lý Bồi Nguyên tìm hắn để hỏi về chuyện của Hải Thiên, lẽ nào Trương Đức Phóng cũng bị điều tra sao? Trương Đức Phóng dùng sức hút một hơi thuốc vào, phun ra một ngụm khói, nói cậu không cần nghĩ nhiều, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Trương Dương nói, bí thư Lý thật ra có tìm tôi nói qua, hỏi về chuyện chuyển nhượng của Hải Thiên, tôi nói đúng sự thật, sao thế? Ông ta cũng tìm anh. Trương Đức Phóng ngẩng đầu, nhìn khói thuốc bay lượn lờ, không ngừng khuếch tán dưới ngọn đèn, giọng nói của gã có chút trầm thấp, đoạn Kim Long có thể cung cấp nhiều tài liệu không thật cho ủy ban kỷ luật, muốn bôi đen chúng ta. Gã dùng hai chữ chúng ta, chính là muốn nhắc nhở Trương Dương, bây giờ hai chúng ta đang đứng trên cùng một con thuyền, đoạn Kim Long không chỉ kiện cáo một mình gã, mà còn có cả Trương Dương. Trương Dương cười chẳng đáng, nói con người của đoạn Kim Long căn bản là một tiểu nhân, ông ta rời khỏi Nam Tích, khẳng định là ghi hận tôi trong lòng, ông ta muốn làm thế nào thì làm, tôi mặc kệ, dù sao thì tôi cũng không có làm chuyện gì sai trái. Trương Đức Phóng nói, miệng người có thể làm mòn kim hủy cốt. Cho dù cậu không có làm gì sai, cũng sẽ khiến cho người ta cảnh giác, chuyện trong thể chế rất là khó nói, lúc người khác nói cậu tốt thì không ai tin,
chỉ cần có người nói cậu xấu, thì lập tức điều tra ngay, mấy lão già của ủy ban kỷ luật thích nhất là đi vạch lá tìm sâu, đừng thấy bình thường bọn họ cười cười nói với cậu, nói không chừng sẽ ngáng chân cậu ngay lập tức. Trương Đức Phóng giống như là đang nói với bản thân vậy, gã và Trương Dương đã lâu rồi không tâm sự thành thật với nhau như vậy. Từ trong lời nói của Trương Đức Phóng, Trương Dương đã biết được rằng ủy ban kỷ luật có thể đã tìm đến gã rồi, xem ra cuộc sống gần đây của Trương Đức Phóng cũng không được tốt lắm. Trương Dương nói, lời đồn không lừa được kẻ có trí, mà lời đồn trên đời này lại rất nhiều, nếu như mỗi một chuyện chúng ta đều phải quan tâm, vậy thì chuyện gì chúng ta cũng không thể làm được. Trương Đức Phóng nói, ngàn vạn lần đừng xem thường lực lượng của tiểu nhân, Đoạn Kim Long đã đưa lên không ít tài liệu đen cho ủy ban kỷ luật rồi, chủ yếu là hướng về hai người chúng ta, lão đệ, vì tình cảm tương giao của chúng tôi cho cậu một nhắc nhở, ngàn vạn lần không được chủ quan. Trương Dương nói, cảm ơn, tôi nhất định sẽ lưu ý nhiều hơn. Khi Trương Đức Phóng rời đi, Trương Dương rơi vào trầm tư đáng kể, bí thư của ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên tìm hắn hỏi về chuyện của khách sạn Hải Thiên, hắn liền đoán được rằng có người đã đưa tài liệu đen lên rồi, mà lời nói của Trương Đức Phóng cũng đã chứng minh điểm này, Đoạn Kim Long khẳng định đã đưa một ít chứng cứ trong tay lên ủy ban kỷ luật, lúc đầu Đoạn Kim Long rời khỏi Nam Thích, từ bỏ khách sạn Hải Thiên cũng là bất đắc dĩ, xem ra ông ta không cam lòng nuốt cục giận này xuống. Chuyện bây giờ chưa trôi qua được bao lâu, thì ông ta liền tính kế phản kích, Trương Dương cũng không sợ Đoạn Kim Long phản kích, cũng giống như những gì mà hắn đã nói với bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên vậy, hắn căn bản là không có bất luận chỗ tốt nào trong vụ việc chuyển nhượng của khách sạn Hải Thiên cả, Trương Đại Quan Nhân căn bản là nhìn chướng mắt đống tiền này, người khác không cho là như vậy thì đó là chuyện của người khác, hắn có thể nhìn ra được là Trương Đức Phóng rất khẩn trương. Từ lúc Đoạn Kim Long kinh doanh Hải Thiên, thì Trương Dương đã nhận thấy được quan hệ lợi ích chặt không đứt giữa Trương Đức Phóng và Đoạn Kim Long rồi. Khi Đoạn Kim Long gặp rủi ro, Trương Đức Phóng đã tỏ vẻ không quan tâm đối với ông ta, chắc là vì sự tuyệt tình của Trương Đức Phóng đã làm chọc giận Đoạn Kim Long. Tối hôm đó Trương Đức Phóng không có về nhà, mà là đi đến nơi ở của Trung Hải Yến, bởi vì sợ người khác phát hiện ra quan hệ của bọn họ, cho nên Trung Hải Yến đã thuê nhà tại ngoại ô thành phố. Cô ta vừa mới từ chỗ làm về nhà, còn chưa kịp tắm, thì thấy Trương Đức Phóng mở cửa tiến vào, Trung Hải Yến cảm thấy có chút kinh ngạc, cô ta đi ra giúp Trương Đức Phóng cởi áo khoác, nhẹ giọng nói, không phải tối nay anh phải về nhà sao? Trương Đức Phóng cau mày, ngồi xuống ghế sofa. Trung Hải Yến pha trà cho hắn, nghe thấy mùi rượu trên người hắn, thân thiết hỏi, anh uống rượu sao? Trương Đức Phóng gật đầu nói, Trương Dương mời khách đón gió tẩy trần cho phân cục trưởng mới đến, cho nên uống vài ly. Trung Hải Yến nghe đến tên của Trương Dương thì trong lòng liền có chút kỳ quái, không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà Trương Đức Phóng và Trương Dương vẫn có thể ngồi cùng bàn với nhau. Trương Đức Phóng uống trà, nói, sao này hôm nay trở về sớm thế? Sinh ý không đông. Trung Hải Yến liếc nhìn gã một cái, nói cũng là do anh, từ sau khi Mạnh Doãn Thanh và Phòng Tâm Vĩ gặp chuyện không may, nghiệp vụ trong cục của anh cũng ít đi nhiều. Sinh ý trong quá cũng vì thế mà càng ngày càng ít đi, cái tên Trương Dương này thật sự là đã làm khổ em. Trương Đức Phóng thấp giọng nói, nếu sinh ý không tốt, thì đóng cửa đi. Trung Hải Yến nao nao, sao Trương Đức Phóng lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, quán của cô còn chưa khai trương được bao lâu, cô ta nhạy cảm thấy được nhất định đã xảy ra chuyện gì, ôm lấy cánh tay của Trương Đức Phóng, ôn nhu nói, làm sao thế? Tâm tình của anh hình như không được tốt lắm. Trương Đức Phóng dựa lưng về phía sau ghế sofa, Trung Hải Yến ôm lấy thân thể của hắn, nhỏ nhẹ nói, sao thế, anh nói cho em biết đi. Trương Đức Phóng nói, Đoạn Kim Long có thể đã kiện cáo anh với ủy ban kỷ luật. Cái gì? Trương Đức Phóng nói, Yến Nhi, em phải lập tức rời đi, thừa dịp ủy ban kỷ luật còn chưa tiến hành điều tra em, lập tức đi ngay. Trung Hải Yến nói, em có cái gì phải sợ, Đoạn Kim Long hắn có được nhược điểm gì của em? Trương Đức Phóng nói, anh hoài nghi trong tay lão ta có một ít chứng cứ mà chúng ta không biết, Yến Nhi, em cứ rời đi trước đi, tránh gió một chút, chờ chuyện này qua rồi hãy trở về, chỉ cần bị ủy ban kỷ luật theo dõi, thì sẽ là chuyện rất phiền phức. Trung Hải Yến nói, đã xác thực. Trương Đức Phóng nói, vẫn chưa, nhưng mà anh nghe nói bên ủy ban kỷ luật đã bắt đầu điều tra chuyện của Hải Thiên. Trung Hải Yến nói, coi anh bị dọa kìa, đâu có việc gì đâu. Đoạn Kim Long cũng có bàn tay không sạch sẽ, nếu lão ta dám kiện chúng ta, thì em sẽ làm cho lão ấy không chịu nổi, mấy năm nay lão cũng làm kinh doanh trái pháp luật không ít, trừ phi là lão đã hết muốn sống ngày lành, muốn ngồi chồm hổm trong nhà tù. Trương Đức Phóng thì lại không được lạc quan như Trung Hải Yến,
Đoạn Kim Long kinh doanh trái pháp luật ít nhiều gì cũng do gã che chở, tuy rằng gã không trực tiếp cầm tiền trên tay của Đoạn Kim Long, nhưng mà Trung Hải Yến thì đã cầm không ít rồi. Trung Hải Yến là nhân vật quan trọng, nếu như Đoạn Kim Long thật sự là không từ một giá nào, Trung Hải Yến khẳng định là sẽ bị điều tra, chỉ cần rơi vào trong tay viện kiểm soát, thì Trung Hải Yến còn có thể tình thâm nghĩa trọng với hắn hay không, rất là khó nói. Trương Đức Phóng nói, phòng ngừa chu đáo vẫn tốt hơn, anh nghe nói bên ủy ban kỷ luật điều tra chuyện của Hải Thiên, cho nên anh mượn cơ hội đêm nay hỏi thử Trương Dương một chút, hắn nói với anh rằng ủy ban kỷ luật đã đi tìm hắn rồi, chính là bởi vì chuyện của Hải Thiên. Yến Nhi, không có gió thì sóng không nổi dậy được, bây giờ em mà không đi, nếu như bọn họ mà tìm đến cửa, thì muốn chạy cũng đã không được. Trung Hải Yến nghe Trương Đức Phóng nói như vậy cũng không khỏi khẩn trương, cô ta đương nhiên không muốn đi, Trương Đức Phóng sở dĩ kêu cô ta đi, dụng tâm rất rõ ràng, gã vì muốn bảo vệ chính mình, nghĩ như vậy, Trung Hải Yến khó tránh khỏi có chút thất vọng. Con người Trương Đức Phóng đúng là không có đảm đương, gặp phải chuyện, gã chỉ nghĩ đến việc tự bảo vệ mình. Căn bản là không suy nghĩ đến cảm thụ của cô. Trung Hải Yến thả Trương Đức Phóng ra, lặng lẽ ngồi qua một bên. Trương Đức Phóng thấy cô ta rõ ràng không vui, nhẹ giọng khuyên, chỉ đi tránh đầu sóng một chút, qua một thời gian không còn việc gì, anh sẽ an bài cho em trở về. Trung Hải Yến nói, từ nhỏ đến lớn em đều sống tại Nam Tích, bây giờ anh bắt em phải rời đi. Trương Đức Phóng nói, không phải là bắt em rời đi, mà chỉ kêu em tránh mặt một chút, anh không muốn em xảy ra chuyện. Trung Hải Yến, em cực khổ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, Yến Quy Lai vừa mới khai trương không bao lâu ớ, anh kêu em đem tất cả sự nghiệp vứt bỏ hết. Chỉ là vì suy đoán của anh. Trương Đức Phóng nói, không phải là suy đoán nữa rồi, ủy ban kỷ luật đã bắt đầu điều tra chuyện của Hải Thiên, sớm muộn gì cũng tra lên người của em, Yến Nhi, anh không muốn em có việc. Hay là anh không muốn bản thân mình có việc? Trương Đức Phóng đương nhiên có thể nhìn ra oán niệm trong lòng Trung Hải Yến. Vươn tay nắm lấy vai của Trương Đức Phóng, Trung Hải Yến lại hét to lên, đừng đụng vào em. Tay của Trương Đức Phóng vẫn để yên ở đó. Trung Hải Yến đứng thẳng lên, ánh mắt trở nên xa lạ chưa từng có, cô lắc đầu nói, anh đi về đi, từ nay về sau đừng đến chỗ của em nữa. Chương 629, mưa không dừng. Đây là trận mưa thứ ba từ khi bắt đầu mùa đông ở Nam Tích, gió rất lớn, mưa rất dày, mưa bụi dày đặc trong gió lạnh thổi đi. Chui vào trong áo mưa của mọi người không cách nào cản được, Trương Dương không thích mùa đông ở Nam Tích, thời tiết rất lạnh, rất khó chịu. Lạc Khố Mã đã trở về Ấn Độ, để lại người chăm sóc cho ngả Tây Ngói Á chính là vợ của ông Lãng Cát. Lãng Cát hiển nhiên là không quan tâm đứa cháu gái này bằng Lạc Khố Mã rồi, mấy ngày nay đến Nam Tích, ba ta toàn đi du ngoạn cảnh đẹp, đem ngả Tây Ngói Á giao cho y tá chăm sóc. Lúc Trương Dương đến thăm ngả Tây Ngói Á, thì cô gái Ấn Độ này đang ngồi trên xe đẩy. Nhìn mưa mùa đông trong bệnh viện, đôi mắt đẹp như lục bảo thạch lúc này đang phủ một lớp u ám, sắc mặt thì càng tái nhợt hơn so với lần trước Trương Dương đi thăm, thậm chí ngay cả làn môi cũng đã không còn chút máu. Trương Dương đi đến trước mặt của cô, y tá của ngả Tây Ngói Á cười cười với hắn. Trương Dương nhẹ giọng nói, có phải là rất lạnh hay không, trở về phòng nghỉ ngơi nha. Ánh mắt của ngả Tây Ngói Á vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, tôi không thấy lạnh. Sau đó cô ta lại giải thích, cơ thể của tôi không cảm thấy nóng, lạnh, đau đớn, cái gì tôi cũng không cảm nhận được, tôi có phải là rất không may mắn không? Trương Dương nghe đến đó, trong lòng nảy lên một sự đồng tình, hắn mỉm cười nói, sẽ tốt thôi, bác sĩ Vu đến, sẽ làm phẫu thuật cho cô, ngả Tây Ngói Á nói, nghe nói bên ngoài còn có một hồ nhỏ, tôi muốn đi xem. Trương Dương trưng cầu ý kiến của cô y tá kia, cô y tá đã gặp qua Trương Dương vài lần. Biết hắn là vì chuyện chữa bệnh cho ngả Tây Ngói Á, cho nên đồng ý cho Trương Dương mang ngả Tây Ngói Á đi xem, nhắc nhở Trương Dương đừng về quá muộn. Trương Dương đẩy ngả Tây Ngói Á đi ra bên ngoài, thân thể của ngả Tây Ngói Á dùng dây lưng cố định trên xe đẩy, cái này là vì tránh cho cô ngã xuống, thân thể của cô đã không có bất kỳ lực khống chế nào cả. Trương Dương nhẹ nhàng đẩy xe, nhẹ nhàng đưa ngả Tây Ngói Á đi dạo, lúc đi qua những tảng đá lót đường gồ ghề trên đường thì có hơi sốc một chút. Làm cho thân thể của ngả Tây Ngói Á rung động theo, cô nhẹ giọng nói tôi không muốn bung dù, tôi muốn cảm thụ mưa. Lúc này trời mưa rất nhỏ, Trương Dương cũng cất dù vào, ánh mắt của ngả Tây Ngói Á nhìn về mặt hồ trống trải phía trước, đột nhiên trong đôi mắt dần dần hiện ra vài phần thất thần. Lúc trước có từng đến Trung Quốc hay chưa? Chưa từng, thật ra đi đến đâu đối với tôi mà nói cũng không khác biệt, vô luận là đi đến đâu, tôi cũng đều ở trong phòng cả,
ban ngày thì chờ đêm tối đến, đêm tối thì chờ ban ngày đến, ngày qua ngày, năm qua năm, tôi căm ghét cuộc sống như vậy, tôi muốn kết thúc sinh mạng của mình, đáng tiếc, bây giờ ngay cả năng lực kết thúc sinh mạng của mình tôi cũng không có. Trương Dương nói, chỉ năng lực thôi thì không đủ, có nhiều người có đủ dũng khí để giết chết người khác, nhưng mà giết chết bản thân thì lại không có dũng khí như vậy, bởi vì sống là một chuyện tốt đẹp nhất, không ai muốn từ bỏ như vậy cả. Tôi bỏ được. Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến Cố Dưỡng Dưỡng, so với Cố Dưỡng Dưỡng, thì số phận của Ngả Tây Ngói Á tựa hồ càng bi thảm hơn. Ngả Tây Ngói Á nói, có chuyện này tôi muốn hỏi anh, vì sao lại tìm tôi? Vì sao lại giúp tôi? Trương Dương nói, tôi đã nói qua rồi, Lạp Tư là bạn của tôi, chính là bởi vì ông ấy. Ngả Tây Ngói Á cắt đứt lời nói của Trương Dương, không phải. Tôi biết không phải, Trương tiên sinh, tôi có thể nhìn ra anh là một người thẳng thắn chính trực, tôi mong rằng anh đừng lừa dối tôi, có thể nói cho tôi biết được sự thật hay không. Trương Dương do dự một chút, hắn vốn dự định ngay khi Ngả Tây Ngói Á giải phẫu sẽ nói sự thật cho cô ấy IB61T. Ngả Tây Ngói Á nói. Nếu như anh không nói, tôi sẽ từ chối trợ giúp của anh, từ chối giải phẫu, từ chối tất cả những chuyện anh làm cho tôi. Trương Dương cười nói, cô đang uy hiếp tôi. Ngả Tây Ngói Á nói, không phải là uy hiếp, tôi không uy hiếp bất kỳ người nào, tôi chỉ muốn được biết, anh và tôi không quen không biết, vì sao lại trợ giúp tôi. Trương Dương đưa Ngả Tây Ngói Á đến ghế dựa ven hồ, hắn ngồi xuống ghế dựa, cùng sóng vai với Ngả Tây Ngói Á nhìn về hồ Phượng Nhãn cách đó không xa. Hồ Phượng Nhãn ngày thường yên ả đang nổi sóng tong mưa, nhấc lên từng cơn sóng ập vào bờ, trên mặt hồ được bao phủ bởi một làn sương, cảnh vật trong sương có vẻ mờ ảo, không rõ ràng. Trương Dương rốt cục đã lên tiếng, Phạm Tư Kỳ. Biểu tình của Ngả Tây Ngói Á cũng không có khiếp sợ như dự đoán, thậm chí biểu tình của cô còn không có một chút thay đổi, cái này ngược lại đã khơi lên lòng hiếu kỳ của Trương Dương. Ngả Tây Ngói Á nhẹ giọng nói, tôi đã sớm đoán được là cô ta. Trương Dương nói, cô ấy muốn giúp cô, chữa tốt cho cô, bù đắp lại những khuyết điểm ngày xưa cô ấy đối với cô. Ngả Tây Ngói Á thản nhiên nói, cô ấy không có chỗ nào có lỗi với tôi ngã xuống chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Trương Dương nói, cô không hận cô ấy. Không hận, Trương tiên sinh, cô ấy hẳn là đã nói với anh không ít chuyện. Trương Dương gật đầu nói, rất nhiều. Ngả Tây Ngói Á nói, cô ấy thích anh. Trương Dương nở nụ cười, tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi, không phải cái loại như cô tưởng tượng. Ngả Tây Ngói Á nói, chuyện của tôi và cô ấy chưa từng nhắc với bất kỳ ai cả, ngay cả cậu của tôi, lúc tôi còn đi học ở nước Anh, tôi và cô ấy sinh sống với nhau như hình với bóng hơn nửa năm, thế nhưng, tôi ghét cuộc sống đó, tôi muốn thoát khỏi cô ấy không chấp nhận, chúng tôi đã cãi nhau, cô ấy muốn giữ tôi lại, tôi muốn đi, là do tôi tự trượt chân vào khoảng không, không liên quan đến cô ấy. Cũng không liên quan đến bất kỳ người nào, cho nên, anh có thể chuyển lời với cô ấy, nói cô ấy không cần phải tự trách. Cũng không cần phải làm chuyện gì cho tôi cả. Trương Dương nhìn cô gái lương thiện này, trong lòng tràn ngập thưởng thức, nếu như nói lúc trước là bởi vì Phạm Tư Kỳ cầu xin hắn ra tay trợ giúp cho Ngả Tây Ngói Á, thì bây giờ Trương Dương đã quyết định chủ ý rồi, nhất định sẽ trợ giúp cho Ngả Tây Ngói Á khôi phục lại. Trương Dương nói, chờ khi cô khỏe lại, cô tự mình nói với cô ấy đi. Ngả Tây Ngói Á nói, tôi không muốn gặp cô ấy, tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ ấy. Trương Dương nói, cô ấy gặp chút phiền phức, có thể phải ngồi tù, cô ấy muốn đem cổ phần của công ty Tinh Nguyệt chuyển nhượng cho cô, đương nhiên cái này cần cô đồng ý. Ngả Tây Ngói Á trả lời mà không cần suy nghĩ, tôi không đồng ý, cô ấy ngồi tù, tôi rất tiếc, tôi biết cô ấy muốn dùng phương thức này để đổi lấy sự thoải mái về mặt tâm lý. Nhưng mà, tôi không từng trách cô ấy, cho nên, cô ấy không cần phải làm như 7VI65. Ngả Tây Ngói Á hít sâu một ngụm không khí lạnh, Trương tiên sinh, tôi sẽ trả tiền chữa bệnh cho anh. Trương Dương bật cười ha hả. Ngả Tây Ngói Á có chút kinh ngạc nhìn hắn, chẳng biết vì sao hắn cười. Trương Dương nói, Ngả Tây Ngói Á, tuy rằng tôi quen cô không lâu, nhưng mà tôi tin rằng cô là một cô gái đơn thuần lương thiện, tôi nguyện ý giúp đỡ cô. Lúc bắt đầu là do có liên quan đến Phạm Tiểu Tỷ, nhưng bây giờ tôi nguyện ý giúp đỡ cô vô điều kiện. Ngả Tây Ngói Á nhẹ giọng nói, tôi cần phải nhắc nhở anh, tất cả nỗ lực của anh chỉ là phí công thôi. Rất nhiều chuyên gia khoa thần kinh nổi danh đã xem bệnh cho tôi, nhưng mà bọn họ đều bất lực, không ai dám mổ cho tôi cả. Trương Dương nói, cô không tự tin vào trung y. Ngả Tây Ngói Á thấp giọng nói, tôi không tự tin vào bản thân, tôi đã thất vọng quá nhiều rồi.
Trương Dương vươn tay cầm lấy bàn tay phải trắng như tuyết của Ngả Tây Ngói Á, tay của Ngả Tây Ngói Á rất là đẹp, da thịt nhẵn nhụi mềm mại, Trương Dương có chút kinh ngạc nói, cô bị liệt lâu như vậy, cơ thể của cô lại không hề có hiện tượng héo rút. Ngả Tây Ngói Á nói, từ nhỏ tôi đã tập yoga, bác sĩ cũng không giải thích được việc này, tôi nghĩ hẳn là do nguyên nhân này, cậu tôi nói, yoga có thể kéo dài tốc độ của sự trao đổi chất, đã từng có một vị cao tăng, ông ta chôn mình 3 năm, không ăn không uống, mà vẫn có thể sống sót được. Trương Dương nói, có thể sao? Ngả Tây Ngói Á nói, cậu của tôi không gạt tôi. Trương Dương đem một tia nội lực lặng lẽ tiến nhập vào trong cơ thể của Ngả Tây Ngói Á, nội tức lưu chuyển dọc theo kinh mạch của Ngả Tây Ngói Á, lúc đầu thì Ngả Tây Ngói Á không có phản ứng gì, chỉ là sau một lát, cô ta cảm thấy được có một cổ nhiệt lưu đang di chuyển trong cơ thể, cô ta khiếp sợ không gì sánh bằng, đôi mắt đẹp mở to một cách khó tin nhìn Trương Dương. Trương Dương mỉm cười nói, nhắm mắt lại, tôi muốn chứng minh với cô rằng, trên đời này luôn có kỳ tích tồn tại. Nếu như nói lần đầu bắt mạch cho Ngả Tây Ngói Á, chỉ là kiểm tra tình huống bị thương sơ bộ của cô ta, thì lần thứ hai sử dụng nội thức để kiểm tra kinh mạch quanh thân của Ngả Tây Ngói Á, Trương Dương đã có hiểu biết toàn bộ về trạng thái của thân thể Ngả Tây Ngói Á. Tình huống của Ngả Tây Ngói Á còn lạc quan hơn hắn nghĩ nhiều, tình trạng thân thể của cô rất tốt, chỉ cần phẫu thuật lấy ra mảnh xương đâm vào tủy sống, rồi đưa xương cổ trở về vị trí cũ, thì Trương Dương có thể lợi dụng nội lực để bồi dưỡng lại cho tủy sống của cô ta. Làm cho cô ta có thể khôi phục lại, ngoài ra còn có căn cơ yoga của cô ta, làm cho cơ thể của cô sản sinh ra năng lực tự bảo vệ trong lúc cô ta bị thương. Cái tốt đẹp nhất tính là tình trạng thân thể của cô ta có thể làm cho thời gian hồi phục của cô ta rút ngắn lại rất rất nhiều. Nội tức của Trương Dương tiến vào chỗ xương cổ của Ngả Tây Ngói Á, Ngả Tây Ngói Á cảm thấy một cơn đau đớn, cảm nhận này sâu sắc này kéo dài từ cổ của cô đến toàn thân, đau đớn chưa từng có không làm cho cô cảm thấy khủng hoảng, ngược lại còn khiến cô cảm thấy vô cùng vui mừng, từ sau khi bị liệt nửa người đến nay, cột sốt của cô chưa từng cảm nhận cảm xúc nào mãnh liệt như vậy. Trương Dương chậm rãi thu hồi nội tức, mỉm cười nói, tình huống của cô tốt hơn so với tưởng tượng của cô nhiều, tôi tin rằng cô nhất định có thể hồi phục lại. Bây giờ cô đã có lòng tin đối với tôi hay chưa? Đôi mắt đẹp như lục bảo thạch của Ngả Tây Ngói Á tràn ra những giọt nước long lanh như nước suối. Cô vốn đã tuyệt vọng với cuộc sống này rồi, nhưng mà biểu hiện vừa rồi của Trương Dương đã một lần nữa dấy lên hy vọng trong lòng của cô. Ngược lại so với Ngả Tây Ngói Á, Phạm Tư Kỳ lúc này mỗi ngày càng đi vào tuyệt vọng, ngày mở phiên tòa đã đến gần rồi, mà vẫn chưa từng được bằng chứng có lợi nào cho cô cả, Phạm Tư Kỳ đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Trương Dương đem quyết định của Ngả Tây Ngói Á nói cho Phạm Tư Kỳ biết, quyết định của Ngả Tây Ngói Á đã sớm nằm trong dự liệu của Phạm Tư Kỳ, cô ta thở dài nói, vì sao lại nói cho cô ấy biết. Trương Dương nói, cô ấy sớm muộn gì cũng biết, cô muốn chuyển cổ phần công ty cho cô ấy, thì cũng cần có sự đồng ý của cô ấy. Phạm Tư Kỳ cắn cắn môi, tâm tình của cô có chút phiền muộn, không chỉ bởi vì Ngả Tây Ngói Á, mà còn bởi vì cô đã gần đến ngày ra tòa. Trương Dương nói, Ngả Tây Ngói Á nhờ tôi chuyển lời cho cô ấy không hận cô, chuyện té ngã không liên quan đến cô, kêu cô không nên tự trách mình. Phạm Tư Kỳ nói, cô ấy vẫn lương thiện như vậy. Trương Dương cười nói, chuyện quá khứ hãy quên đi, muốn giải thoát, phải buông tay. Phạm Tư Kỳ buồn bã nói, nếu như lúc đầu tôi buông tay sớm một chút, thì sẽ không để cho cô ấy phải chịu đau khổ như bây giờ. Trương Dương an ủi Phạm Tư Kỳ, tình huống của cô ấy rất tốt. Tôi và bác sĩ Vu đã tham khảo qua, bác sĩ Vu có lòng tin chữa tốt cho cô ấy. Phạm Tư Kỳ nói, cảm ơn anh, Trương Dương, tôi vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ là đã có một người bạn như anh. Trương Dương nói, còn 3 ngày nữa là mở phiên tòa, cô cảm thấy thế nào? Phạm Tư Kỳ nói, chứng cứ vô cùng xác thật, tôi không có cơ hội thắng kiện, cảm ơn trợ giúp của anh từ trước đến nay, tôi chấp nhận số mệnh của mình. Trương Dương lắc đầu nói, nhưng mà chuyện này rõ ràng không phải do cô làm. Vì sao phải chấp nhận? Phạm Tư Kỳ nói, tôi cũng không cam lòng, tôi cũng không muốn chấp nhận, nhưng mà tôi không thể lấy ra được bất kỳ chứng cứ nào hết, tôi không được cứu trợ. Nói xong câu đó, Phạm Tư Kỳ dùng sức nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống theo gò má của cô. Trương Dương vươn tay đặt lên tay trái của cô, Trương Dương và Cao Liêm Minh đã không chỉ một lần thảo luận về vụ án của Phạm Tư Kỳ, lần này Phạm Tư Kỳ không thể thoát tội được rồi. Trương Dương thấp giọng nói, chưa chắc đã thất bại, cho dù lần này thua, thì cũng còn cơ hội. Vô dụng thôi, Phạm Tư Kỳ đã khóc, cô mở mắt ra, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Trương Dương, nếu Ngả Tây Ngói Á không chịu lấy cổ phần công ty của tôi, thì
thì anh giúp tôi thành lập một quỹ, đem tiền của tôi dùng cho sự nghiệp từ thiện, tôi không muốn để tiện nghi cho lũ súc sinh máu lạnh kia. Trương Dương vỗ vỗ mu bàn tay của cô, Phạm Tư Kỳ bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn trên mu bàn tay, một dòng khí lạnh chạy từ mu bàn tay của cô dọc vào khắp thân thể của cô, trong khoảnh khắc liền trở nên tê dại không gì sánh bằng. Phạm Tư Kỳ mở to mắt nhìn Trương Dương, bên trong đầy tia kinh hãi không hiểu. Trương Dương dùng truyền âm nhập mật nói với Phạm Tư Kỳ, Phạm Tiểu Tỷ, tôi không nghĩ ra biện pháp nào có thể cứu cô, cho nên chỉ có thể dùng hạ sách này, có thể sẽ sinh bệnh nặng, điều kiện y học bây giờ hẳn là không cách nào tra ra được bệnh của cô không thể cung cấp trị liệu cho cô, lợi dụng cơ hội này, cô có thể xin phóng thích, thậm chí là dẫn độ về nước. Tuy rằng bị công an giám sát, mất đi một ít tự do, nhưng mà còn tốt hơn là so với việc bị bỏ tù, trong lúc này cô phải chịu đựng một số đau đớn, nhưng mà cũng chỉ có phương thức ấy, chúng ta mới có thể đổi lấy một ít thời gian. Phạm Tư Kỳ nhìn Trương Dương, cô cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ của Trương Dương, cảm giác lạnh như băng trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Trương Dương buông tay cô ra, mỉm cười đứng dậy, nhẹ giọng nói, chúc cô may mắn. Trương Dương chắp tay sau lưng, trên ngón áp út tay phải lóe ra ánh kim, nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được trên mặt trong chiếc nhẫn có một cây kim châm rất nhỏ, Trương Dương chính là dùng cây kim ấy đâm vào trong da thịt của Phạm Tư Kỳ, đem chất độc dẫn vào trong cơ thể của cô. Thời điểm phi thường là lúc cần dùng thủ đoạn phi thường, muốn giúp cho Phạm Tư Kỳ tránh thoát khỏi một kiếp này, thì cũng chỉ có biện pháp như vậy. Phạm Tư Kỳ tối hôm đó liền sốt cao lên, ho khan không ngừng, sau đó còn xuất hiện hiện tượng ho ra máu, phòng y tế trong trại tạm giam khi xử lý cho cô ấy, phát hiện tình huống vô cùng nghiêm trọng, liền đưa cô ấy đến bệnh viện nhân dân số 2 suốt đêm. Sau khi đưa vào bệnh viện không lâu, Phạm Tư Kỳ liền xuất hiện hiện tượng hôn mê sâu. Bệnh viện tổ chức mời chuyên gia tương quan đến tiến hành cấp cứu cho cô ta, lúc hừng đông, tình huống của Phạm Tư Kỳ mới thoáng ổn định lại. Mưa vẫn không ngừng rơi. Ngày hôm sau phòng làm việc của Trương Dương nghênh đón hai nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Nam Tích, hai người đến là để tìm hiểu về chuyện của khách sạn Hải Thiên, Trương Dương nhẫn nại giải thích với bọn họ một lần, thật ra thì nội dung cũng giống với những gì hắn đã nói với Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên, không ngờ rằng chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Ủy ban kỷ luật lại đến điều tra tình huống. Vất vả đuổi hai người ấy về, Phó Trường Trinh liền chạy vào trong phòng làm việc, khẩn trương nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, Thạch Thắng Lợi bị viện kiểm soát mang đi rồi, nói là muốn phối hợp tìm hiểu tình huống. Trương Dương cả giận nói, làm cái gì thế? Thật ra thì trong lòng hắn rất rõ ràng, đám nhân viên bên Ủy ban kỷ luật đang điều tra về chuyện của Hải Thiên, nhớ đến buổi tối mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trình Diễm Đông, Trương Đức Phóng đã nói với hắn một ít. Thằng nhãi này khẳng định là đã nghe được một ít tin đồn, cho nên mới khẩn trương như thế, trong con đường chính trị, Trương Dương không mẫn cảm bằng gã, trong ngày Lý Bồi Nguyên hỏi hắn, hắn cũng nên coi trọng đầy đủ, hẳn là nên nhắc nhở Thạch Thắng Lợi trước. Đừng thấy tên nhóc này ngày thường có bộ dạng không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đến thời điểm mấu chốt lại không thể đứng vững trước áp lực, nếu như hắn đem tất cả chuyện mình lập bẫy hãm hại đuổi đoạn Kim Long đi, thì chuyện này chỉ sợ là phiền phức, nghĩ như vậy. Trương đại quan nhân không khỏi có chút thấp thỏm, hắn suy nghĩ một chút, rốt cục cũng gọi điện cho Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên một chút. Trương Dương nghe ra giọng của Trương Dương, ông cười hỏi, Trương Dương, tìm tôi có việc à? Ông căn bản là hiểu rõ trong lòng mà vẫn cứ giả bộ. Trương Dương nói, Bí thư Lý, vì sao tôi tìm ông, trong lòng ông hẳn là rõ ràng. Lý Bồi Nguyên cười ha hả nói, người của Ủy ban Kỷ luật chúng tôi tìm cậu. Trương Dương nói, ông kêu bọn họ đến. Lý Bồi Nguyên cười thừa nhận, nói, đúng vậy, là tôi kêu bọn họ đến tìm cậu. Trương Dương nói, Bí thư Lý, lần trước ông hỏi tôi không phải là đã nói rõ với ông sao? Ông đã quên. Lý Bồi Nguyên nhẫn nại nói, lần trước chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chuyện gì cũng đều phải có trình tự, tôi kêu bọn họ đi tìm cậu, chỉ tìm hiểu tình huống mà thôi, cậu nói rõ không phải được sao? Yên tâm đi. Chúng tôi không có ý gây phiền phức cho cậu, nếu như muốn gây phiền phức cho cậu, thì cứ trực tiếp gọi cậu đến Ủy ban Kỷ luật là được. Trương Dương nói, Bí thư Lý, ông muốn hỏi cái gì, thì cứ hỏi một lần cho rõ, mỗi ngày tôi đều bận đến nổi thời gian uống nước cũng không có, ông đừng kêu bọn họ đến làm phiền tôi nữa, cả bọn làm cái bộ mặt như đưa đám, làm như kiếp trước tôi thiếu tiền của bọn họ không bằng vậy. Lý Bồi Nguyên cười ha hả, tiếng cười qua đi, ông giải thích, có người kiện cáo chuyện Hải Thiên. Chúng tôi không thể mặc kệ, Trương Dương, tôi thật sự không có ý gây phiền phức cho cậu, chờ chuyện lần này làm rõ ràng, tôi bảo đảm sẽ không có người đến làm phiền cậu nữa, đúng rồi, hai ngày nữa có rảnh không?
Tôi mời ăn, cảm ơn cậu lần trước thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Trương Dương nói, tôi không có thời gian, sắp đến lễ mừng năm mới rồi, suốt ngày bận rộn không thoát thân được. Lý Bồi Nguyên nói, vậy chờ chừng nào cậu có thời gian thì gọi điện cho tôi. Lý Bồi Nguyên buông điện thoại xuống, ánh mắt của ông nhìn về phía trước một chút, hai gã nhân viên ủy ban kỷ luật vừa mới đến ủy ban thể dục để điều tra tình huống đang ngồi trong phòng làm việc của ông. Lý Bồi Nguyên nói, hai người về trước đi, tình huống tôi đã biết rồi. Trong cuộc họp thường ủy cùng ngày, Lý Bồi Nguyên đã lên tiếng về chuyện của Hải Thiên, ông lớn tiếng nói, gần đây ủy ban kỷ luật nhận được một phần tài liệu kiện cáo, là về khách sạn Hải Thiên, những lời này của Lý Bồi Nguyên vừa nói xong, tất cả ánh mắt đều rơi lên người ông. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nói, Hải Thiên có vấn đề gì? Lý Bồi Nguyên nói, phần tài liệu này rất là rõ ràng cẩn thận, trong đó có liên quan đến một ít cán bộ của chúng ta, gần đây tôi đã tiến hành một loạt điều tra về phần tài liệu kiện cáo này, phát hiện ra nội dung cung cấp bên trong có rất nhiều phần đúng sự thật, lúc trước khi Đoàn Kim Long còn kinh doanh Hải Thiên, khách sạn Hải Thiên đã từng tồn tại vấn đề kinh doanh trái pháp luật, một ít chứng cứ cho thấy, một vài cán bộ của chúng ta đã bật đèn xanh cho hành động phạm pháp của Hải Thiên. Từ Quang Nhiên gần đây rất là phiền muộn, vụ án của em trai ông Từ Quang Lợi đã làm cho ông chật vật khó xử, Trương Dương gióng trống khua chiêng muốn điều tra Tân Thế Kỷ, càng làm cho bộ mặt của ông bị hao tổn, muốn rời lực chú ý của công chúng thì biện pháp hay nhất chính là đi tìm một chỗ phát nhiệt mới. Từ Quang Nhiên nhạy cảm nắm bắt được chuyện này hẳn là một dấu hiệu tốt. Ông thấp giọng nói, sao lại có loại chuyện này? Ai có gan lớn như thế, dám cấu kết với thương nhân bất hợp pháp mưu lợi? Lý Bồi Nguyên nói, Cục trưởng Cục Công an Trương Đức Phóng, phần tài liệu này chủ yếu nhằm vào hắn, trong đó bao gồm rất nhiều bằng chứng, tôi đang trong quá trình xử lý trọng điểm một chút, bây giờ phân phát cho mọi người. Thị trưởng Hạ Bá Đạt nghe đến tên của Trương Đức Phóng, trong lòng không khỏi trầm xuống, quan hệ của ông và Trương Đức Phóng luôn không tồi, Trương Đức Phóng là cháu ngoại của Cố Doãn Chi. Đến Nam Tích cùng thời gian với ông, không ngờ rằng Trương Đức Phóng đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an Nam Tích không được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Hạ Bá Đạt lật tài liệu ra xem, bên trong có một tấm ảnh photo, tất cả đều là về Trương Đức Phóng và một cô gái, trên mặt còn có bôi sáng lên thời gian, địa điểm Trương Đức Phóng tống tiền, còn có vài ảnh chụp của mấy người công an đang tiếp thu phục vụ sắc tình tại Hải Thiên. Hạ Bá Đạt nhìn được phân nửa, mặt đều tái lại, trong lòng nói Trương Đức Phóng ơi là Trương Đức Phóng. Tên nhóc cậu cũng thật là to gan, lần này tiêu rồi. Trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang lật xem tài liệu, mặt của Từ Quang Nhiên trầm xuống, vẻ mặt rất giận dữ, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội tốt để di dời ánh mắt của mọi người. Trương Đức Phóng đối với ông mà nói chẳng qua chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Quang Nhiên nhìn rất cẩn thận, ông lưu ý đến một phần tài liệu có đề cập đến Trương Dương. Nhắc đến việc Trương Dương lợi dụng chức quyền bức bách Đoạn Kim Long bán Hải Thiên với giá thấp cho một người bạn của hắn để kiếm một món lợi cách xù, trong lòng Từ Quang Nhiên vui mừng đến khó tả, ông cẩn thận điều chỉnh tâm tình một chút, bỗng nhiên vung tay lên, hung hăng đập mạnh xuống bàn họp, ông đập hơi quá mức, chén trà trước mặt nhảy dựng lên, nước trà không chịu nổi áp lực từ cú đập bàn của Từ Quang Nhiên nên đã đổ ra ngoài. Ông giận dữ hét, thật sự là một đám bại hoại. Người như vậy, sao có tư cách đảm nhiệm cán bộ quốc gia? Sao có thể tự xưng là người hầu của nhân dân? Ăn hối lộ trái pháp luật, biết pháp phạm pháp, bọn họ đã bôi đen cờ đảng của chúng ta tại Nam Tích, cái mặt không chỉ có nguyên tắc đảng của bọn họ, mà còn mất luôn danh dự tập thể của lãnh đạo Nam Tích chúng ta. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Lý Trường Vũ đương nhiên cũng thấy được một phần tư liệu này có liên quan đến Trương Dương, ông thầm kêu không ổn, Trương Dương lần này đã khiêu chiến đến điểm giới hạn của Trương Dương, Từ Quang Nhiên rất khó chịu. Lần này rốt cục cũng đã bắt được nhược điểm của hắn. Từ Quang Nhiên khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội trả đũa Trương Dương lần này. Lý Trường Vũ ý thức được rằng mình cần phải nói vài câu, Từ Quang Nhiên đang dành sức phát động, chỉ cần đại thế hình thành thì muốn xoay chuyển sẽ rất là khó khăn, trong thời gian như vậy, đưa ra một vài ý kiến khác là cực kỳ cần thiết. Lý Trường Vũ nói, hẳn là khi cải cách mở ra, trong đội ngũ cán bộ chúng ta cũng xuất hiện một ít vấn đề, nhưng mà những vấn đề này cũng không phải là hiện tượng phổ biến. Chúng ta cần phải nhận thức đến tính chất nghiêm trọng của các vấn đề này, cũng cần phải dùng lý trí để đối đãi với vấn đề, giải quyết vấn đề, cái này mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Ông vung phần tài liệu trong tay lên, nói kiện cáo như vậy, ủy ban kỷ luật hẳn là nên xử lý theo bình thường, tôi nghĩ bí thư Lý hẳn là chuyên nghiệm hơn tôi trong lĩnh vực này. Chúng ta không thể bỏ qua cho một người làm trái với kỷ luật quốc gia, đồng thời cũng không thể làm oan uổng một đồng chí tốt, tôi cho rằng đối với loại chuyện này cần xử lý thật cẩn thận.
cần phải điều tra ra manh mối rõ ràng, trước khi mọi chuyện có chứng cứ xác thật, thì không thể nóng lòng kết luận, mù quáng kết luận. Hai câu nói cuối cùng của Lý Trường Vũ rõ ràng là nhằm vào lời nói của Từ Quang Nhiên, vừa rồi bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nổi giận vỗ bàn, thì lúc này ông liền nói những lời như vậy. Mặt cụ ba Từ Quang Nhiên hiển nhiên là không dễ nhìn rồi. Thị trưởng Hạ Bá Đạt cũng hợp thời nói chen vào, ông gật đầu nói, tôi tán thành với cái nhìn của đồng chí Trường Vũ, loại tài liệu nặc danh này đầy trời, nếu như chúng ta vì một phần tài liệu nặc danh mà hoài nghi đồng chí của chúng ta, xử lý đồng chí của chúng ta, như vậy thì tôi thấy rằng trong thể chế của Nam Tích không có cán bộ nào là không lo cho thân mình, nhất định phải thận trọng, trước khi thẩm tra, trước khi nắm giữ bằng chứng cụ thể, thì không thể làm quá gấp. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên nói, các vị thường ủy, nếu như tôi không có chứng cứ, không có bằng chứng nhất định thì tôi sẽ không đưa phần tài liệu này cho mọi người xem. Lý Bồi Nguyên nâng tách trà lên uống một ngụm, nói tôi đưa ra phần tài liệu này, cũng không phải là muốn nhằm vào bất kỳ người nào. Tôi chỉ đang nói lên sự thật, thân là bí thư của ủy ban kỷ luật, tôi phải làm tốt chức trách của mình. Đa số thường ủy đều không lên tiếng, đám người này đều là những lão cáo giả chính trị, nhìn ra được hướng gió của ngày hôm nay có vẻ không đúng. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên thì treo cờ hô to chống tham ô hủ bại, còn Hạ Bá Đạt và Lý Trường Vũ hai vị thị trưởng thì lại nhất trí đứng trên cùng một lập trường là phải thận trọng, chính đàn Nam Thích gần đây đang sống khá là vất vả, cái này có liên quan đến nguy cơ chính trị của Từ Quang Nhiên. Lý Bồi Nguyên lấy ra phần tài liệu kiện cáo này, đã làm cho Từ Quang Nhiên một cơ hội tốt, nói chính xác hơn là, ông đã tìm được một cơ hội để rời mục tiêu, ông muốn lấy chuyện này để lấy ra uy phong bản thân. Một lần nữa nhào nặn lên hình tượng đứng đầu của mình, biểu hiện của lãnh đạo chính đàn trong nước thường thường là nói một không hai. Từ Quang Nhiên lúc trước ở Nam Thích nói một là một, hai là hai, nhưng bây giờ thì lại không hề giống, ông vừa nói xong, đã có hai người nhảy ra làm trái ý ông. Trong lòng Từ Quang Nhiên rất là không vui, Lý Trường Vũ vì bảo vệ cho Trương Dương thì còn có thể hiểu được, nhưng mà Hạ Bá Đạt ông thì làm cái quái gì chứ? Tôi còn chưa nói hết lời, ông vội vã nhảy ra là gì? Từ Quang Nhiên nói, mỗi ngày chúng ta đều hô to bốn chữ phản hủ sướng liêm trên miệng, nhưng chúng ta không thể chỉ nói, mà phải hành động. Ông vung phần tài liệu lên, một khách sạn Hải Thiên mà dính dáng đến nhiều người như vậy, thấy những con số bên trong, thấy những ảnh chụp bên trong, tôi rất đau lòng, tôi rất khó chịu, nếu như những cái này bị dân chúng biết, thì bọn họ sẽ nghĩ chính phủ chúng ta là cái gì. Chúng ta vất vả lắm mới thành lập tức sự tin tưởng, chẳng lẽ để nó bị hủy hoại trong chốc lát. Ở đây... Tôi mong muốn tất cả cán bộ chúng ta, cần phải cảnh giác, nhất định phải kiềm chế bản thân nghiêm khắc, làm quan khó, làm một vị quan tốt càng khó hơn. Sau khi cuộc họp chấm dứt, Từ Quang Nhiên gọi bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên lại, ông cũng tương đối quan tâm đến chuyện của Hải Thiên, cho nên hỏi thăm Lý Bồi Nguyên, điều tra tình huống phần tài liệu này thế nào rồi. Lý Bồi Nguyên nói, khách sạn Hải Thiên có một nhân vật then chốt, quản lý Trung Hải Yến, căn cứ theo tài liệu. Cô ta có quan hệ tình nhân với Trương Đức Phóng, có thể cô ta đã nghe được tin tức, cho nên trước khi chúng ta chuẩn bị tìm cô ta đã bỏ trốn khỏi Nam Tích, cho nên rất nhiều đầu mối bị cắt đứt, những tấm ảnh bên trong tài liệu chỉ có thể chứng minh cô ta có quan hệ với Trương Đức Phóng mà thôi. Từ Quang Nhiên nói, Trương Đức Phóng thân là cục trưởng công an, biết pháp phạm pháp, người như vậy nhất định phải xử lý nghiêm túc. Lý Bồi Nguyên nói, tôi đề nghị tiến hành tạm giam hắn. Từ Quang Nhiên gật đầu nói, Trương Dương có vấn đề gì? Lý Bồi Nguyên nói, lần kiện cáo này chủ yếu là nhằm vào Trương Đức Phóng, Trương Dương chỉ là tiện thể đề cập vào, không loại trừ khả năng có người mượn cớ trả thù. Từ Quang Nhiên thấp giọng nói, ông nói là... Lý Bồi Nguyên nói, căn cứ theo phân tích của chúng tôi đối với những tài liệu này, thì người kiện cáo rất có khả năng là giám đốc cũ của khách sạn Hải Thiên Đoạn Kim Long, sở dĩ hắn ta gửi tài liệu cho chúng ta, mục đích chủ yếu hẳn là muốn trả thù. Thông qua điều tra của chúng tôi, cho đến bây giờ vẫn chưa kiếm được bằng chứng kết tội Trương Dương, cũng không phát hiện hành vi phạm pháp nào của hắn cả, hắn chỉ trợ giúp liên hệ, mà còn là trên cơ sở do Đoạn Kim Long chủ động đến cửa tìm giúp đỡ. Từ Quang Nhiên nói, vô sự bất ân cần, ông cho rằng đầu của Đoạn Kim Long bị vô nước sao? Hắn ta bán Hải Thiên giá 6 triệu, bên trong nhất định là có chuyện, lão Lý, nhất định phải coi trọng chuyện này, cần phải điều tra rõ ràng. Chương 630, gió đúng bệnh. Sau khi Lý Trường Vũ tan họp, lập tức gọi điện ngay cho Trương Dương, trong phần tài liệu kia, nhìn không ra Trương Dương tồn tại vấn đề gì cả, nhưng mà Lý Trường Vũ có một dự cảm không tốt. Ngày hôm nay Từ Quang Nhiên vỗ bàn nổi giận đã cho một tín hiệu rất rõ ràng, ông ta muốn mượn chuyện của khách sạn Hải Thiên để nói, đây chính là một dấu hiệu không tốt,
di rời lực chú ý là một thủ pháp rất thông dụng trong chính trị. Cái loại cao thủ chính trị như Từ Quang Nhiên thì sử dụng loại phương pháp như vậy có thể nói là nhuần nhuyễn quen tay rồi. Trong khoảng thời gian gần đây là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời chính trị của Từ Quang Nhiên, bởi vì chuyện của Từ Quang Lợi đã làm cho ông bị nghi vấn các mặt rồi. Từ Quang Nhiên nóng lòng muốn thoát khỏi sự vây khốn này, nhưng mà ông vẫn chưa có được thời cơ thỏa đáng. Ủy ban kỷ luật nhận được tài liệu kiện cáo, đối với Từ Quang Nhiên mà nói cứ như là mưa đúng lúc vậy, ông muốn mượn chuyện này để che mưa đổi mây, xoay chuyển nghịch thế. Lý Trường Vũ không lo rằng Trương Dương sẽ vấp ngã trong vấn đề kinh tế, ông rất hiểu Trương Dương không phải là loại người có ánh mắt hạn hẹp, tên nhóc này có tâm tiến tới mạnh mẽ, hắn muốn làm quan lớn, hơn nữa điểm xuất phát của hắn rất rõ ràng, làm quan không phải là vì phát tài, đương nhiên, Trương Dương cũng không phải là một người thiếu suy nghĩ, thái độ làm quan giống như là phục vụ cho người dân, nếu làm quan chỉ vì thỏa mãn dục vọng quyền lực của bản thân, thì hắn sẽ không phạm vào một sai phạm cấp thấp như thế. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu Trương Dương như ông cả, Lý Trường Vũ cho rằng ông cần phải nhắc nhở Trương Dương một chút, đấu tranh chính trị là vô tình, một người bình thường trong hoàn cảnh chính trị xấu, sẽ không tiếc mà hy sinh lợi ích của người khác. Lý Trường Vũ đã lăn lộn trong thể chế nhiều năm, nên đã không chỉ một lần chứng kiến chuyện này, ông có cảm giác rằng, Từ Quang Nhiên sẽ ra tay sau một hồi lâu nhẫn nhịn, không đánh thì thôi, đã đánh thì phải trúng. Trương Dương nghe nói về chuyện của khách sạn Hải Thiên, hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn thở dài nói, thị trưởng Lý, chuyện này con đã giải thích rõ với bên ủy ban kỷ luật rồi, nếu như bọn họ còn không tin, vậy thì có thể đi điều tra, trong quá trình chuyển nhượng của khách sạn Hải Thiên con không hề thu một đồng tiền cũng không nhận một chỗ tốt nào, hơn nữa đó là do Đoạn Kim Long tự mình đến cửa, kêu con giúp ổng, con nói bây giờ sao làm người tốt lại khó như vậy. Nếu như lúc đầu con từ chối ổng, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Lý Trường Vũ nói, vô luật là chức vị hay đối đãi đều phải nhìn xa, ai không nhìn xa, thì tất sẽ buồn gần. Chuyện của Hải Thiên được lãnh đạo thành phố coi trọng cực kỳ, tài liệu kiện cáo lần này rất chính xác, Bí Thư Từ đã lên tiếng, muốn điều tra rõ chuyện này, không bỏ qua cho bất kỳ người có liên quan nào. Trương Dương nói, con thừa nhận con có liên quan đến chuyện này, nhưng con không làm gì trái pháp luật. Lý Trường Vũ nói, con tự cẩn thận một chút, suy nghĩ xem nên chứng minh mình thế nào. Trương Dương nói, chú yên tâm, con sẽ cẩn thận đối phó. Trương Dương cúp điện thoại không bao lâu, thì thấy Thạch Thắng Lợi trở về, Trương Đại Quan Nhân ngoài miệng nói là không quan tâm, nhưng mà trong lòng có chút khẩn trương, dù sao thì chuyện của khách sạn Hải Thiên, hắn cũng đã nhúng tay chân vào không ít, Thạch Thắng Lợi đi đến phòng làm việc của Trương Dương, kêu khổ không thôi, đám người của viện kiểm soát bị bệnh hết rồi, tự nhiên lôi tôi đi điều tra, tôi là người bị hại mà. Trương Dương làm ra vẻ dường như không có việc gì, không sao chứ. Thạch Thắng Lợi nói, tôi không có làm chuyện xấu gì, vô luận là bọn họ hỏi thế nào, có đánh chết tôi cũng không nói, hắc hắc, tôi cũng có tư cách làm đảng viên mà. Trương Dương cười nói, làm tốt công tác của cậu đi, đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Thạch Thắng Lợi nói, chủ nhiệm Trương, anh nói chuyện của Hải Thiên có liên lụy đến chúng ta không? Trương Dương lắc đầu nói, Đoạn Kim Long chỉ là một tiểu nhân mà thôi. Nếu như lúc đầu tôi không giúp ổng, thì Hải Thiên đã bị người khác nuốt, không ngờ rằng sau khi ông ta rời khỏi còn cắn ngược lại tôi một cái. Thạch Thắng Lợi nghiến răng nói, mẹ kiếp, đúng là không phải thứ tốt, lần sau để tôi gặp ổng, tôi sẽ đánh cho răng ổng rơi đầy đất. Trương Dương nói, tự mình hiểu mình, không cần lo lắng bên ngoài nói thế nào, chỉ cần làm tốt công tác của mình mà thôi. Thạch Thắng Lợi gật đầu. Bên ngoài lại nổi gió lên, cành cây trụi lùi đập vào cửa kính. Trương Dương nhìn thời gian một chút, cũng đã sắp ra về rồi, hắn chuẩn bị đến bệnh viện thăm Phạm Tư Kỳ, đứng dậy mặc áo khoác vào đi ra cửa với Thạch Thắng Lợi, đang chuẩn bị đi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô dưới lầu, sau đó nghe được một tiếng nổ, Trương Đại Quan Nhân hai ngày trước gặp phải chuyện vụ nổ khí ga cho nên tương đối mẫn cảm, vô thức ngồi chồm hổm xuống, nhìn qua thì thấy Thạch Thắng Lợi đã ôm đầu nằm sát xuống đất, thằng nhãi này có ý thức bảo vệ bản thân thật là mạnh nha. Tiếng nổ kia đã hấp dẫn rất nhiều người trong ủy ban thể dục đi ra, Thường Hải Tâm cũng từ phòng máy tính chạy ra, cô chỉ lên trên lầu của Nam Dương Quốc tế. Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn bảng đèn hiệu chói mắt trên cao của Nam Dương Quốc tế, hắn nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng, bảng quảng cáo bình thường vẫn dựng trên mái nhà của Nam Dương Quốc tế đã không thấy đâu. Tất cả mọi người đều chạy đến cửa lớn của Nam Dương Quốc tế, Thường Hải Tâm đi đến bên người Trương Dương, có chút khẩn trương nói có thể đã xảy ra chuyện rồi. Trương Dương nhíu nhíu mày nói, đi, đi xem.
Trước cửa lớn của Nam Dương Quốc tế là một đống hỗn độn, tấm bảng quảng cáo thật lớn bị gió thổi từ trên mái nhà rớt xuống, đập vào mặt đất trống, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh nhỏ. Một người bảo vệ dưới lầu xui xẻo đến cực điểm bị tấm bảng quảng cáo đè trúng, chết ngay tại chỗ, hiện trường vô cùng thê thảm. Thường Hải Tâm thấy cảnh tượng này liền hét ầm lên, Trương Dương vươn tay che lấy con mắt của cô, đám người xung quanh đều đứng ngơ ngác ra, Trương Dương là người đầu tiên có phản ứng, lớn tiếng nói. Mau báo công an, mau gọi xe cứu thương. Lúc này gọi xe cứu thương đã muộn rồi, người bảo vệ kia đã chết ngay tại chỗ, cho dù là Trương Dương cũng không cách nào làm cho hắn sống lại. Cục trưởng Lâm Quang Minh phân cục khu Thiên Hối tự mình mang đội đến đây, chuyện này cũng không phức tạp, là do sức gió trong ngày lớn, phần lắp đặt của bảng quảng cáo có vấn đề, trách nhiệm của sự kiện này rất là rõ ràng, hẳn là phải do công ty quảng cáo chịu trách nhiệm. Trương Dương nhìn cái xác dưới tấm bảng quảng cáo, lại thấy bốn chữ quảng cáo nụ cười trên tấm bảng, trong lòng không khỏi trầm xuống, mẹ kiếp, sao lại trùng hợp như vậy? Bảng quảng cáo này là do công ty quảng cáo của Hà Trác Thành làm, nếu như không phải là thấy cái tên quảng cáo nụ cười, thì Trương Dương hầu như đã muốn quên chuyện này rồi. Lúc đầu chắc Hà Thành tìm hắn muốn làm nghiệp vụ quảng cáo tại Nam Tích. Trương Dương nể mặt của Hà Hâm Nhan cho nên đã giúp hắn ta liên hệ với mấy người. Nam Dương Quốc tế là một trong số đó. Không ngờ rằng chắc Hà Thành làm ăn không kiên cố chút nào. Chỉ một trận gió mà đã thổi bay tấm bảng quảng cáo xuống. Càng phiền phức hơn là lần này đã xảy ra án mạng rồi. Trương Dương không nói chuyện. Lúc này Cao Liêm Minh đã đến. Hắn và Trương Dương hẹn nhau đi đến bệnh viện thăm Phạm Tư Kỳ, Cao Liêm Minh đến chậm một chút, không thấy được thảm trạng tại hiện trường, thằng nhãi này tò mò đi thăm dò, bị Trương Dương đạp một cái văng qua một bên. Mặt của Thường Hải Tâm trở nên tái nhợt, đứng ở xa xa, rốt cục đã không nhịn được, ngồi xổm xuống nôn ra, Trương Dương đi qua, vỗ nhẹ vào sau lưng của cô, thân thiết nói, không sao chứ. Thường Hải Tâm lấy khăn tay từ trong túi xách ra lau miệng, cô vừa bị thảm trạng kia dọa. Run giọng nói, tôi trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trương Dương thấy bộ dáng của cô, lo lắng cô trở về một mình có chuyện, nhẹ giọng nói, theo chúng tôi đến bệnh viện thăm Phạm Tư Kỳ đi, mọi người ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau, như thế sẽ giúp quên mau. Thường Hải Tâm gật đầu. Trương Dương giao chìa khóa xe cho Cao Liêm Minh, tâm sự của hắn ngày hôm nay rất nặng, tìm số điện thoại của Hà Trác Thành gọi qua, điện thoại đang trong trạng thái tắt máy, Trương Dương lại gọi vào số điện thoại bàn của Hà Trác Thành. Vẫn không có ai trả lời cả, xảy ra chuyện lớn như vậy, Hà Trác Thành có thể đã trốn rồi. Thường Hải Tâm cũng nhìn ra là tâm tình của Trương Dương ngày hôm nay có vẻ không được yên, thân thiết nói, anh có tâm sự. Trương Dương cười cười nói, nghe nói bệnh của Phạm Tư Kỳ rất nặng, làm bạn đương nhiên là phải quan tâm rồi. Cao Liêm Minh vừa lái xe vừa nói, cô ta phát bệnh ngay lúc này thật ra lại là chuyện tốt, thời gian ra tòa có thể bị hoãn lại. Trương Dương mở cửa sổ xe ra. Gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt, hắn nhắc nhở mình cần phải tỉnh táo, thấp giọng nói, nếu bệnh tình của Phạm Tư Kỳ mà nghiêm trọng quá, thì có phải là có thể được thả hay không? Cao Liêm Minh nói, hẳn là có thể, nhưng mà phải có chuyên gia khám và chữa bệnh giám định. Trương Dương cười chẳng đáng, nói chuyên gia, chờ bọn họ chữa tốt cho Phạm Tư Kỳ đi. Phạm Tư Kỳ đến bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, khi bọn người Trương Dương đến bệnh viện, thì đúng lúc thấy Triệu Quốc Cường cũng có mặt. Trương Dương đi qua chào hỏi gã một tiếng, cục trưởng Triệu, tình huống của Phạm Tư Kỳ thế nào rồi? Triệu Quốc Cường nói, bây giờ triệu chứng phát bệnh đã coi như ổn, hẳn là không còn nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng mà bác sĩ vẫn chưa đưa ra được bệnh chính xác. Trương Dương nói, chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không? Triệu Quốc Cường lắc đầu, căn cứ theo kết quả thương lượng của chúng tôi và bệnh viện, trước khi cô ta tỉnh thì miễn gặp tất cả. Cao Liêm Minh đi đến trước mặt của Triệu Quốc Cường, nói, anh Triệu. Em là luật sư đại diện của cô ấy, anh cho phép một chút đi, em vào xem, nếu cô ta thật sự có chuyện gì thì, em biết tìm ai mà đòi tiền luật sư đây. Triệu Quốc Cường nói, không được, chúng tôi đã thông báo cho người nhà của cô ấy, buổi sáng ngày mai người nhà của cô ấy sẽ từ Singapore đến Nam Tích, lúc này y tá trong phòng giám sát đi ra, nói nhỏ với Triệu Quốc Cường, cục trưởng Triệu, bệnh nhân tỉnh rồi. Triệu Quốc Cường xoay người đi vào trong phòng bệnh. Trương Dương và Cao Liêm Minh cũng vội vã đuổi theo. Triệu Quốc Cường vốn muốn đuổi bọn họ ra ngoài, chỉ là suy nghĩ một chút liền thay đổi ý niệm trong đầu, để bọn họ vào cũng tốt, nhìn xem bọn họ nói cái gì. Ba người thay đồ cách ly, rồi đi đến trước giường của Phạm Tư Kỳ. Phạm Tư Kỳ mang mặt nạ thở, mặt không chút máu, cả người suy yếu nằm trên giường bệnh, tuy rằng trong trại tạm giam Trương Dương đã nhắc nhở cô, bệnh nặng lần này chính là do hắn gây nên.
nhưng mà Phạm Tư Kỳ thật sự cảm thấy rằng mình bệnh rồi, bệnh nặng lắm, một chút sức lực toàn thân cũng không có. Trong phạm vi nhìn không rõ của cô dần dần trở nên rõ ràng một chút, trong tầm nhìn xuất hiện ba bóng người, từ trong đó cô tìm được Trương Dương, cô muốn cười với hắn một cái, nhưng mà ngay cả sức để cười cũng không có. Triệu Quốc Cường nói, Phạm Tiểu Tỷ, cô cảm thấy thế nào? Có thể nói cho tôi biết được không? Phạm Tư Kỳ tuy rằng có thể nghe rõ ràng, nhưng mà cô không muốn trả lời Triệu Quốc Cường. Âm thanh của Trương Dương đã truyền vào trong lỗ tai của cô, Trương Dương dùng truyền âm nhập mật để nói, có vài lời chỉ có thể nói cho một mình Phạm Tư Kỳ nghe mà thôi. Trương Dương nói cô sẽ chịu khổ thêm mấy ngày nữa, bệnh tình sẽ từ từ nặng thêm, thân thể của cô cũng sẽ có thay đổi tương ứng, với tiêu chuẩn của bọn họ thì sẽ không trị hết bệnh cho cô, tôi sẽ nhờ Cao Liêm Minh làm phóng thích cho cô, chờ thời cơ chín mùi, tôi sẽ giúp cô xuất ngoại trị liệu. Phạm Tư Kỳ nhìn Trương Dương, không nói gì, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt của cô xuống. Cao Liêm Minh và Triệu Quốc Cường đều cảm thấy kỳ quái, Phạm Tư Kỳ từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn một mình Trương Dương. Mà còn rơi lệ nữa, lẽ nào Phạm Tư Kỳ có tình cảm với Trương Dương? Cô ta không phải là đồng tính luyến ái sao? Mị lực của thằng nhãi Trương Dương này không ngờ lại khó đối phó như thế, ngay cả đồng tính mà cũng có thể động tâm vì hắn sao? Buồn bực thì buồn bực, nhưng những lời này không thể nói ra được. Cao Liêm Minh nói, Phạm Tiểu Tỷ, cô không cần lo lắng, chữa bệnh quan trọng hơn, thủ tục chuyển quyền tôi sẽ làm thay cho cô. Sau khi trưng cầu ý kiến của y tá chăm sóc, giúp cô cởi mặt nạ dưỡng khí xuống, Phạm Tư Kỳ suy yếu nói, luật sư Cao, tôi ủy thác cho cậu toàn quyền xử lý chuyện của tập đoàn Tinh Nguyệt, giúp tôi chuyển lời rõ ràng, trong lúc tôi bị bệnh, tất cả quyết định do ban giám đốc Tinh Nguyệt làm ra đều là phạm quy, tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp luật của bọn họ. Cô hít vào một hơi, lại nói, những người vào thăm, phải được sự đồng ý của tôi. Lúc rời khỏi phòng bệnh giám sát, Cao Liêm Minh không khỏi thở dài nói, tình huống của Phạm Tư Kỳ có vẻ không được tốt. Nhưng ngàn vạn lần đừng mắc bệnh nan y. Trương Dương không nhịn được mắng, miệng quạ đen. Triệu Quốc Cường thở dài trong lòng, xem ra cho dù Phạm Tư Kỳ may mắn thoát khỏi sự thẩm lý và phán quyết của pháp luật, thì cũng khó thoát được sự chế tài của số phận. Gã cũng vừa mới hỏi qua bác sĩ, tình huống của Phạm Tư Kỳ bây giờ không được tốt lắm, không ai ôm thái độ lạc quan cả. Cao Liêm Minh biết xưa nay Triệu Quốc Cường và Trương Dương có nhiều mâu thuẫn, thấy ngày hôm nay là một cơ hội tốt. Muốn giúp hai người bọn họ giải quyết hiểu lầm, hắn đưa ra lời mời đi ăn, Triệu Quốc Cường liền từ chối mà không cần suy nghĩ, gã lắc đầu nói tôi còn có nhiều việc phải xử lý, không có thời gian uống rượu, hôm khác đi. Trương Dương cũng không có tâm tình uống rượu, hắn cười nói, đã cuối năm rồi, tất cả mọi người đều bận, để sau này đi. Thường Hải Tâm vẫn luôn ở trong xe của Trương Dương mà chờ, vẻ sợ hãi từ trong ánh mắt của cô ta đã cho biết cô ta vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Cao Liêm Minh chuẩn bị đến bệnh viện chuyên gia hỏi thăm bệnh tình của Phạm Tư Kỳ, Trương Dương cũng không muốn chờ hắn, kêu hắn đón xe trở về, còn mình thì đưa Thường Hải Tâm về nhà. Thường Hải Tâm ở tại Lan Hương Uyển gần Ủy ban Thể dục, nhà cũng là do Thường Hải Long thuê cho cô, chính là vì muốn cho em gái ở thoải mái, hai căn phòng một phòng khách một phòng ngủ, bên trong thu dọn rất ngăn nắp sạch sẽ, Trương Dương đưa cô vào trong nhà, vốn định đi, Thường Hải Tâm nhẹ giọng nói, ở lại ăn cơm với tôi đi, tôi sợ. Thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô, Trương Dương thật sự không đành lòng rời đi, gật đầu nói tôi xuống dưới lấy bình rượu lên. Thường Hải Tâm làm mấy món ăn, có cả một con vịt tiềm măng nữa, cô vốn cẩn thận chu đáo rồi nên dễ dàng nhìn ra tâm tình của Trương Dương cũng không được tốt, nói với Trương Dương anh xem TV trước đi, tôi sắp làm xong rồi. Trương Dương ừ một tiếng, mở TV, lúc này Cố Minh Kiện gọi điện thoại đến, giọng nói của Cố Minh Kiện có vẻ gấp gáp, Trương Dương, anh biết không? Anh họ tôi đã bị tạm giam. Trương Đức Phóng bị tạm giam là chuyện nằm trong dự liệu của Trương Dương, chỉ là hắn không ngờ rằng chuyện này lại đến nhanh như vậy, hắn thấp giọng nói tôi không nghe nói. Cố Minh Kiện nói, ngày hôm qua anh ấy gọi điện thoại, kêu tôi đi tìm ba tôi nói chút chuyện, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện nhanh như vậy. Trương Dương, tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm, anh hỏi thăm giúp tôi đi. Trương Dương nói, Minh Kiện, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà tôi nghe nói có thể liên quan đến việc kinh doanh phi pháp của Hải Thiên, chuyện này cậu có thể đi hỏi thị trưởng Hạ đi. Cố Minh Kiện nói, chuyện này quá đột ngột, tôi cũng không biết nên giúp anh ấy thế nào. Trương Dương nói, Minh Kiện, chuyện này rất phức tạp, cậu hẳn là nên trưng cầu ý kiến của bí thư Cố. Cố Minh Kiện nói, tôi biết rồi, để tôi đi tìm ba tôi, xem ba nói thế nào.
Tết Nguyên Đán này Cố Doãn Trì đã đi đến Tây Thiều, lễ mừng năm mới năm nay ông dự định làm ở Tây Thiều, con gái Cố Giai Đồng thì đến nước Mỹ khảo sát, con trai Cố Minh Kiện cũng bận rộn nghiệp vụ công ty, cả ngày không ở nhà, Cố Doãn Trì cũng đã tập làm quen với cuộc sống hưu trí. Từ sau khi nghỉ hưu, ông phát hiện ra rằng mình dần dần trở về bình thường, mọi người chắc quanh đã không còn quan tâm đến ông như ngày ông mới nghỉ hưu, mà tâm tình của ông cũng dần dần trở lại bình tĩnh. Hạ Bá Đạt bình thường có hay gọi điện cho ông, sau khi đi đến Tây Thiều, người nhân viên dưới trướng ngày xưa này liền đến thăm mình, lúc này Hạ Bá Đạt đang ngồi trong phòng khách, chuẩn bị ăn với Cố Doãn Trì. Bữa cơm của Cố Doãn Trì cũng rất đơn giản, một phần cháo trắng dưa muối. Hạ Bá Đạt cũng cùng ăn cháo trắng với ông. Cố Doãn Trì cười nói, đừng miễn cưỡng mình, trong tủ lạnh còn có cơm nước, nếu cậu ăn không no, tôi đi làm cho cậu. Hạ Bá Đạt cười nói, gần đây buổi tối tôi rất ít ăn, vợ của tôi nói cái gì mà buổi chiều không ăn nhiều, tôi dựa theo phương pháp ấy mà làm, quả nhiên là gầy đi rất nhiều, huyết áp cũng hạ thấp xuống. Cố Doãn Trì nói, con người đến tuổi này rồi, thì công năng dạ dày sẽ thoái hóa, có đồ tốt cũng không có phúc tiêu thụ. Hạ Bá Đạt uống một chén cháo, gấp một miếng dưa chua cắn một ngụm, mấy năm nay hầu như đều ngâm mình trong bàn rượu, món gì cũng đều hưởng qua, bây giờ ngẫm lại chỉ có cháo trắng dưa muối là hợp nhất. Cố Doãn Trì mỉm cười nói, chờ sau này cậu về hưu rồi, sẽ biết được niềm vui của dân chúng bình thường. Hạ Bá Đạt nói, tôi vĩnh viễn không đạt được cảnh giới của Bí Thư Cố, nói đến đây, ông thở dài một hơi, nói, Bí Thư Cố, ngày hôm nay tôi đến là muốn nói với ông, Trương Đức Phóng đã bị tạm giam. Biểu tình của Cố Doãn Trì vẫn bình tĩnh không dao động như cũ, trước đó ông không hề biết tin tức này, chỉ là tin tức này đối với ông mà nói cũng không có gì ngoài ý muốn cả. Tuy rằng ông rất ít hỏi thăm đến chuyện của đứa cháu này, nhưng mà những việc mà Trương Đức Phóng bình thường hay làm ông đều thấy trong mắt cả. Ông cũng không hề ủng hộ nguyên tắc xử sự và thái độ làm người của Trương Đức Phóng. Lúc Cố Doãn Trì còn tại vị đã không chỉ một lần nhắc nhở Trương Đức Phóng rồi, nhưng mà cũng nhìn ra là không tạo được hiệu quả gì. Khi ông về hưu, Trương Đức Phóng cũng rất ít đến thăm ông, nhưng mà ngày lễ ngày Tết vẫn gọi điện thoại đến. Trong điện thoại Cố Doãn Trì tối đa cũng chỉ hỏi một chút về công tác của gã có thuận lợi hay không. Còn những chuyện sâu xa hơn thì hình như không có trong trí nhớ. Cố Doãn Trì nói, đã bị tạm giam. Hạ Bá Đạt gật đập nói, trong tài liệu kiện cáo có rất nhiều bằng chứng xác thật, lúc trước Hải Thiên từng kinh doanh phi pháp rất lâu, trong quá trình hắn tại chức đã có hành động bao che cho Hải Thiên, từ đó nhận được không ít lợi ích, tác phong sinh hoạt cũng có tồn tại vấn đề. Cố Doãn Trì khoát tay ý bảo Hạ Bá Đạt không cần phải tiếp tục nói nữa, thấp giọng nói, hắn đã là một người trưởng thành, cũng là một đảng viên cộng sản. Có một số viện phải tự chịu trách nhiệm, không ai có thể giúp hắn. Hạ Bá Đạt thở dài nói, tôi chỉ cảm thấy tiếc hận mà thôi, hắn vốn có tiền đồ rất tốt, đáng tiếc là không chống lại được mê hoặc khi đứng trước mặt tiền tài mỹ sắc, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cố Doãn Trì nói, cái gì là thị phi hắn hiểu, cái gì không nên làm hắn cũng hiểu, thân là một người chấp pháp, hắn biết pháp phạm pháp, một người nếu như không ràng buộc được chính mình, nếu như không chống lại được mê hoặc đến từ các mặt, thì như vậy. Hắn sẽ phải trả giá vì hành vi của mình. Cố Doãn Trì đứng lên, đi ra ngoài sân, Hạ Bá Đạt cũng đứng dậy đi theo. Cố Doãn Trì chấp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm, trên trời không có ánh trăng, gió bên ngoài rất lớn, mấy ngọn trúc trong sân phát ra những tiếng và ồn ào trong gió đêm. Cố Doãn Trì thấp giọng nói, giảo định thanh sơn bất phóng tùng, lập căn nguyên tại phá nham trung. Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong. Một bài thơ. Ý bảo là chặt hết cây trên núi rồi, lập căn cứ tại một vùng đồi chọc, vạn kích của thiên ma còn có thể chịu được, nhưng gió đông tây nam bắc thì bó tay, đôi mắt thâm thúy của Cố Doãn Trì giống như là hai ngôi sao tong màn đêm, xé rách đêm đen yên tĩnh, ông bỗng nhiên xoay người lại nói với Hạ Bá Đạt, đối đãi chức vị đều phải có kiên trì, giữ không được mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ phạm sai lầm. Hạ Bá Đạt âm thầm xấu hổ, có thể ông vĩnh viễn không bao giờ làm được cái loại kiên trì như trong lời nói của Cố Doãn Trì. Ông thấp giọng nói, cục diện chính trị tại Nam Tích rất phức tạp, tôi lo rằng có người sẽ lợi dụng chuyện của Trương Đức Phóng để gây rối. Cố Doãn Trì nói, làm tốt công tác chức trách của mình, không cần lo lắng cái khác, nếu như một người ngay cả công việc của bản thân còn làm không tốt, mà đi lo lắng việc khác, vậy chẳng phải là lo buồn vô cớ. Cho dù hắn nhìn ra được cái gì, hắn có thể thay đổi được cái gì. Da mặt của Hạ Bá Đạt phát nóng lên, câu nói kế tiếp đọng lại trong cổ họng. Một chữ cũng không nói ra được. Gió thổi đúng tâm bệnh, những giọt mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống. Trương Dương và Thường Hải Tâm ngồi đối mặt nhau ăn cơm,
Trương Dương bình thường có thể nói trăm ngàn lời, ngày hôm nay lại bị mất tiếng, uống hết nửa chai rượu rồi, mà một câu cũng không nói ra được. Thường Hải Tâm nhìn hắn, rốt cục đã không nhịn được, trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì thế? Có thể nói cho tôi biết được không, cho dù tôi không giúp được anh, ít nhất cũng có người chia sẻ với anh. Trương Dương nói, ủy ban kỷ luật tìm tôi nói chuyện. Thường Hải Tâm gật đầu, cô biết chuyện này, cũng biết Thạch Thắng Lợi bị viện kiểm soát gọi đi hỗ trợ điều tra, cô nhỏ giọng nói, tôi tin tưởng anh. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười, tin tưởng tôi cái gì? Thường Hải Tâm nói, tôi tin tưởng anh không có vấn đề. Trương Dương nói, có người sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù tôi không có vấn đề, thì cũng sẽ có người nói xấu. Thường Hải Tâm mân mê môi anh đào, nói, anh đó, cả ngày không ngừng đắc tội với người khác. Trương Dương nói, Trương Đức Phóng bị tạm giam rồi. Thường Hải Tâm kêu a lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc, cô biết Trương Dương và Trương Đức Phóng đã quen với nhau rất lâu rồi, Trương Đức Phóng là cục trưởng cục công an Nam Tích, không ngờ rằng Triệu Quốc Cường vừa mới đến, Trương Đức Phóng liền bị tạm giam. Trương Dương nói, bởi vì chuyện của Hải Thiên, có người kiện hắn bảo vệ cho Hải Thiên kinh doanh phi pháp, từ đó kiếm lợi không ít, còn tồn tại vấn đề tác phong sinh hoạt, tình nhân của hắn Trung Hải Yến đã bỏ trốn trước khi mọi chuyện phát sinh. Thường Hải Tâm tựa hồ đã đoán ra được cái gì đó, nhỏ giọng nói, viên ba tiếp nhận Hải Thiên là do anh làm ra. Trương Dương nói, có đôi khi tôi quá nhân từ, Đoạn Kim Long trong sự kiện ngộ độc thực phẩm tại Hải Thiên không còn đường lui, ông ta đến tìm tôi thấy đáng thương. Cho nên đã chỉ cho ông ta một con đường, để cho viên ba đến tiếp nhận Hải Thiên, lúc đó tôi cho rằng, làm việc không cần phải quá tuyệt tình, Đoạn Kim Long đã thua thảm như vậy rồi, ông ta đến tận cửa cầu xin tha thứ, tôi hà tất gì phải chấp nhất ông ta. Thường Hải Tâm nhẹ giọng nói, thế nhưng anh không ngờ rằng, sau khi ông ta rời khỏi Nam Tích, hận luôn cả phần anh vào, lần này ông ta kiện cáo Trương Đức Phóng, cũng không bỏ qua cho anh. Trương Dương mỉm cười nói, bây giờ đúng là giúp người mà hại mình. Xem ra đối với tiểu nhân thì vĩnh viễn không nên có tâm đồng tình, chuyện của Đoạn Kim Long đã làm cho Trương Dương rốt cục đã chấp nhận đạo lý này, nếu như lúc đầu hắn không cho Đoạn Kim Long có bất kỳ cơ hội nào hết, đẩy Đoạn Kim Long vào đường cùng, ông ta căn bản là không lấy được 6 triệu kia, mà trong tình huống cùng đường, Đoạn Kim Long tất nhiên sẽ trở mặt với Trương Đức Phóng, chuyện của Trương Đức Phóng có thể bị bại lộ, nhưng mà mình sẽ không bị liên lụy vào. Nhưng mà mình lại là người rất chấp niệm, tha cho Đoạn Kim Long một con đường. Mà sau khi Đoạn Kim Long rời khỏi Nam Tích, quay lại cắn ngược người, một người là Trương Đức Phóng, người còn lại là mình, Đoạn Kim Long không bởi vì chuyện mình tha cho ông ta một con đường mà cảm động, ngược lại Đoạn Kim Long còn cho rằng Hải Thiên chuyển nhượng cho người khác là do mình ban tặng, ông ta làm sao mà không hận cho được. Thường Hải Tâm nói, anh không có làm chuyện gì sai, cho dù ông ta có kiện cáo anh, ủy ban kỷ luật cũng phải điều tra sự tình rõ ràng, cùng đều là bị kiện cáo, Trương Đức Phóng đã bị tạm giam. Mà anh thì không có việc gì, chứng minh rằng ủy ban kỷ luật căn bản là không nắm giữ bất luận chứng cứ gì, không có bằng chứng thì bọn họ có thể nói được cái gì. Trương Dương uống rượu, nói, nhà đầu, cô có nghe qua câu phúc vô song trí, họa vô đơn trí không? Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Hai tròng mắt xinh đẹp của Thường Hải Tâm mở to ra, cô không hiểu những lời này của Trương Dương có ý tứ gì, lẽ nào còn có chuyện nào không vui mà hắn gặp phải sao? Cô nhỏ giọng nói, còn có chuyện gì? Trương Dương cười cười nói, không có gì, hai ngày nay hơi nhiều việc, cảm khái cũng nhiều hơn một chút, cô đừng lo lắng, Trương Dương nói ra những lời này cũng không phải là không có lý do, bảng quảng cáo trên mái nhà của Nam Dương Quốc tế bị gió thổi rơi xuống, hơn nữa còn đè chết một người bảo vệ, người chịu trách nhiệm trực tiếp của chuyện này là Hà Trác Thành, nhưng mà Hà Trác Thành là do hắn giới thiệu cho Nam Dương Quốc tế, bảng quảng cáo như vậy cũng có mấy cái, xảy ra sự cố an toàn, ông ta đương nhiên là phải chịu trách nhiệm tương quan rồi. Phiền phức chính là, Hà Trác Thành bây giờ không liên hệ được, ông ta nhất định là nghe được tin tức, sợ gánh trách nhiệm nên đã bỏ trốn. Trương Dương lo lắng không phải là vô cớ, tối hôm đấy Chủ tịch Lý Quang Nam của Nam Dương Quốc tế liền gọi điện thoại cho hắn, ông ta cũng muốn tìm Hà Trác Thành, nếu như không phải là bất đắc dĩ thì ông cũng không gọi cú điện thoại này cho Trương Dương. Nhưng mà khách sạn vừa khai trương không lâu thì đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ tất cả đầu súng đều nhắm ngay bọn họ, áp lực của Lý Quang Nam rất lớn. Ông không phải là người muốn đùn đẩy trách nhiệm, nhưng mà ông cũng không muốn làm người gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. Ông và công ty quảng cáo nụ cười có hợp đồng, lắp đặt và sử dụng bảng quảng cáo là do công ty quảng cáo nụ cười phụ trách. Trong hợp đồng có viết rất rõ ràng, bên Nam Dương Quốc tế bọn họ chỉ cho thuê mái nhà để cho công ty quảng cáo nụ cười sử dụng,
trừ cái này ra, thì không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào hết. Lý Quang Nam đương nhiên cũng muốn liên hệ với Hà Trác Thành, nhưng mà ông đã nghĩ hết mọi biện pháp rồi cũng không liên hệ được với Hà Trác Thành, càng làm cho ông đau đầu chính là, phái người đến tổng công ty ở Lam Sơn, thì phát hiện ra công ty cũng đóng cửa, Hà Trác Thành chuồn mất, không ai biết tung tích của hắn ta đâu. Giọng nói của Lý Quang Nam tràn ngập bất đắc dĩ, chủ nhiệm Trương, tôi thật sự không có biện pháp, bây giờ gia đình người chết tất cả đều tụ tập trước cửa khách sạn chúng tôi gây chuyện, khách hàng nhìn thấy cảnh này đều không dám tới, còn khách ở trọ cũng đã trả phòng, chủ nhiệm Trương, cậu giúp tôi với, nhìn xem có thể tìm được Hà Trác Thành hay không, ông ta hại tôi rất thảm. Trương Dương có thể thông cảm cho tình cảnh hiện tại của Lý Quang Nam, hắn cũng thành thật đáp, tôi cũng đang tìm ổng, điện thoại di động tắt máy. Điện thoại bàn không ai nghe, nhắn tin thì không trả lời. Cái Trương Dương có thể làm cũng chỉ là an ủi Lý Quang Nam vài câu, trong chuyện này quả thật là hắn có chút lỗi với Lý Quang Nam, con người của Hà Trác Thành đúng là không có gan, xảy ra chuyện lập tức làm rùa đen rút đầu, lúc trước nếu như không phải là nể mặt của Hà Hâm Nhan thì, hắn sẽ không trợ giúp cho Hà Trác Thành, bây giờ nghĩ lại, Hà Hâm Nhan cực lực phản đối hắn trợ giúp cho cha của cô ta quả thật là chính xác. Buông điện thoại xuống. Phát hiện ra Thường Hải Tâm đang tràn ngập lo lắng nhìn mình, Trương Dương không khỏi cười nói, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Lạ lắm à? Thường Hải Tâm ôn nhu nói, chuyện của Nam Dương Quốc tế cũng liên quan đến anh sao? Trương Dương gật đầu, công ty quảng cáo là do tôi giới thiệu. Thường Hải Tâm thở dài, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hồi nãy Trương Dương lại nói cái câu ấy, phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 630.